Hộ Hoa Cao Thủ tại Đô thị Hạ Thiên. Tập 151. Cái quỷ gì thế? A Cửu vô thức muốn lui bước tránh một đao kia, kết quả lại bị Hạ Thiên chặn đường lui, bị bổ trúng nhưng lông tóc không thương. Cửu nha đầu, nàng không nhìn ra được đây chỉ là huyễn ảnh thôi sao? Hạ Thiên mỉm cười nói. Huyễn ảnh? A Cửu sửng sốt, tiếp theo lấy lại tinh thần, đến từ chỗ nào vậy? ngọc tiêu điện bày biển cũng không phức tạp thậm chí có thể nói còn có chút đơn sơ mở cửa vào thì chính là phòng khách bên trong cũng không đặt bất cứ đồ dùng trong nhà nào hai bên đều có một cánh cửa trái phải đều đóng phía bên phải khép hờ còn có ánh sáng nhấp nháy bạch tiêm tiêm chỉ vào gian phòng phía bên phải hình như là chỗ này để ta đi xem một chút mọi người cẩn thận nói không chừng nơi này còn có cơ quan hoặc cạm bẫy nào đó a à cửu nhìn cánh cửa khép hờ cảm giác bên trong còn có linh khí lưu động dường như có người núp ở bên trong hạ thiên hờ hững nói cửu nha đầu nàng suy nghĩ nhiều rồi nơi này trước kia cùng lắm chỉ có trận pháp phòng hộ là một thể với tứ tượng thần quang trận nhưng vừa rồi đã bị ta phá cùng một chỗ ngươi nói nhiều quá cẩn thận một chút cũng không thừa mà a à cửu trừng mắt nhìn hạ thiên sau đó dẫn đầu bước đến cánh cửa khép hờ người nào tại sao lại dám xông vào ngọc tiêu điện ăn của ta một đao a cửu đang định đẩy cửa bước vào bên trong thình lình truyền ra tiếng quát lạnh tiếp theo là một đao ảnh lang lệ vô song chém tới lần này a cửu nhịn được cũng không trốn tránh quả nhiên đao ảnh chạm đến góc áo của nàng trong nháy mắt tan thành mây khói giống như chưa từng xuất hiện qua ai ở bên trong cút ra đây a cửu bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra bước vào Gian phòng bỗng chốc sáng lên, cảnh tượng trong phòng cũng hiện ra trước mặt của nàng. Nơi này hẳn là một gian thư phòng, bốn vách tường đều khảm giá gỗ, đối diện cánh cửa là một cái bàn gỗ, bên trên đặt một tờ giấy tuyên viết mấy chữ cổ nhìn rất lạ, vết mực chưa khô, quả thật có chút kỳ quái. Bên cạnh giấy tuyên là một cái hộp gỗ mở ra, mặt hộp gỗ khắc đường vân vô cùng phức tạp, xem ra không phải là đồ vật trên trái đất. Nhưng sau khi đến gần, A Cửu phát hiện hộp gỗ lại là một chiếc hộp âm nhạc. Trong hộp có một pho tượng đao khách lớn chừng bàn tay, hình dáng thô kệch, thân từ trên xuống dưới đều là màu đen, tay đặt lên chuôi đao, thân đao rút ra khỏi nửa vỏ. Pho tượng chạm trổ rất thô giáp, nhưng ánh mắt đao khách lại phá lệ có thần, giống như người sống. Mặc kệ ngươi ở góc độ nào cũng đều cảm giác hắn ta đang ngó chừng ngươi, ánh mắt cực kỳ lăng lệ, người bình thường tuyệt không chống đỡ được. Phò tưởng kia nhìn cổ quái quá, A à Cửu càng nhìn càng cảm thấy có chút không đúng nhưng nhất thời nửa khắc nàng lại không thể nói ra. Bạch tiêm tiêm đến bên cạnh giá sách, nhìn những quyển sách trên kệ, tất cả đều là những bản sách cổ độc nhất, nhưng được bảo tồn rất hoàn hảo. Nàng nhìn một hồi, tiện tay lấy một quyển từ trên giá xuống. Thiên động cổ thư, tội ác tài trời, đi chết đi. Bỗng nhiên, một tiếng quát to lại vang lên, tiếp theo. Một đao ảnh dùng tốc độ cực nhanh chém ra ngoài. Bạch Tiêm Tiêm giật mình, vô thức định ra chiêu nghênh kích nhưng rất nhanh đã được Hạ Thiên bế lên. Đao ảnh quả nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng. "Vợ Tiêm Tiêm, đó chỉ là huyễn ảnh thôi mà." Hạ Thiên mỉm cười giải thích, "Nếu nàng phản kích, nàng sẽ bị thụ thương." "Hạ Thiên, Tiêm Tiêm, hai người đến đây xem một chút." A à, Cửu nhìn chằm chằm vào cái hộp, lúc này nàng có thể xác định âm thanh phát ra và đau ảnh xuất hiện là từ cái hộp gỗ này. Hạ thiên ôm bạch tiêm tiêm đến bên cạnh A cửu, hỏi cửu nha đầu, nàng phát hiện được gì rồi? Ta phát hiện, người có thể bỏ nàng ấy xuống dùm ta được không? A cửu vừa quay đầu sang, lập tức nhìn thấy tay của hạ thiên đang đặt trên vị trí mẫn cảm của bạch tiêm tiêm, không khỏi quát khẽ một tiếng. Bạch tiêm tiêm đỏ bừng mặt, nhưng lại không dám mở miệng nói không sao đâu, ta không mệt. Ra mặt hạ thiên dày, nghiêm túc đáp lại, cửu nha đầu, nếu nàng ăn dấm lát nữa ta sẽ ôm nàng. Ôm cái đầu ngươi đấy. Ta à, cửu nhẹ nhàng đá hạ thiên một cái, ta bảo ngươi bỏ tiêm tiêm xuống, ngươi không nghe thấy sao. Không thấy lỗ tai tiểu ni tử đỏ đến sắp nổ rồi à. Lúc này, hạ thiên mới thả lỏng bạch tiêm tiêm ra, thuận miệng nói, thấy mà, đáng yêu lắm. Cửu nha đầu, lỗ tai nàng không mẫn cảm, những chỗ khác cũng sẽ không đỏ, không đáng yêu bằng nàng ấy. Người muốn chết à, A à Cửu tức giận, dứt khoát bỏ qua đề tài này, âm thanh vừa rồi và đau ảnh là phát ra từ cái hộp này. Ta biết, Hạ Thiên cũng chẳng ngạc nhiên, vừa bước vào, ta đã nhìn ra. A à Cửu tức giận nói, vậy tại sao ngươi không nói sớm? Cửu nha đầu, nàng cũng không hỏi mà. Hạ Thiên cười đáp, đánh giám, trí nhớ của A à Cửu rất tốt, lập tức phản bác trước đó ta rõ ràng có hỏi qua đao ảnh phát ra từ chỗ nào ngươi không có nói vẫn là tiêm tiêm nói phát ra từ gian phòng đó hạ thiên chớp mắt giả bộ hồ đồ bởi vì nàng không gọi ta là chồng cho nên ta không xác định có phải nàng đang hỏi ta hay không đúng là phục ngươi luôn ta cửu không phản bác được gần từng chữ vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết vật này là đồ chơi gì vì sao nó có thể phát ra âm thanh và đao ảnh nàng nói cái này hạ thiên mỉm cười sau đó lắc đầu ta không biết a à cửu tức đến mức phổi muốn nổ tung bây giờ nàng đã biết vì sao nữ nhân của hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng phát điên ngươi không phải không gì không biết sao a à cửu nhớ đến lời khoác lác của hạ thiên trước đó với mình tại sao bây giờ cái gì cũng không biết hạ thiên nghiêm túc nói chồng của nàng đương nhiên không gì không biết không gì làm không được nhưng ta nói không biết với không biết mà ta nói với nàng cũng không phải là cùng một loại không biết ta không biết chỉ là vì không muốn biết cũng không phải thật sự không biết ngừng 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 a à cửu nghe đến đầu muốn lớn lên trực tiếp cắt ngang lời của hạ thiên đừng quay đến quay lui nữa ta chẳng quan tâm người biết hay là không muốn biết tóm lại ta muốn biết đây rốt cuộc là thứ gì rõ ràng đây là một cái hộp âm nhạc hạ thiên sờ chán a à cửu cửu nha đầu tại sao nàng lại trở nên ngu ngốc đến như vậy chẳng lẽ nàng phát sốt đầu óc bị cháy hỏng rồi sao a à, cửu đẩy hạ thiên ra người mới là phát sốt đấy âm tiết hộp âm nhạc rất đơn giản không biết nói chuyện lại càng không thể đánh ra đau ảnh đó là một hộp nhạc không tầm thường chứ sao hạ thiên hờ hững nói nói chuyện với người đúng là tức chết thôi để tự ta nghiên cứu vậy a à, cửu lườm hạ thiên một cái sau đó cầm lấy hộp nhạc cẩn thận quan sát hạ thiên bị gạt sang một bên một lát sau hắn cảm thấy nhàm chán liền lên tiếng đó chỉ là một hộp âm nhạc bình thường nhưng không phải là hộp âm nhạc trên trái đất có thể là được người từ dị giới mang đến bên ngoài và bên trong hộp đều được khắc phù trận sẽ căn cứ vào một số tình huống mà có phản ứng tự nhiên thật ra những đạo ảnh đó cũng do phù trận phát ra mà thôi a à, cửu nghe xong lập tức mở hộp âm nhạc quả nhiên nàng nhìn thấy bên trong chi chít phù lục hơn nữa vừa nhìn là biết không phải đến từ trái đất ngươi không phải là không biết vì sao vừa rồi lại không nói a à, cửu oán trách hạ thiên một câu sau đó nói nếu hộp này đến từ dị giới chẳng phải nói huyền dương tiên đế đã từng đến dị giới vậy ông ta đã đến thế giới nào tiên vân đại lục sao điều này cần phải hỏi tên tiên đế ngu ngốc kia hạ thiên lười biếng nói nhưng hình thần của ông ta đã bị câu diệt cửu nha đầu nàng muốn hỏi cũng không có chỗ để hỏi a cửu cũng không phản ứng hạ thiên tiếp tục nghiên cứu hộp âm nhạc sau đó quay người quan sát sách trên giá sách với bạch tiêm tiêm số sách này cũng đến từ dị giới a cửu tiện tay lấy xuống mấy quyển mở ra nàng phát hiện đây đều là văn tự nàng không biết cũng có thể xác định không phải bất kỳ một văn tự trên trái đất chẳng lẽ ông ta thật sự là người xuyên qua từ dị giới dĩ nhiên không phải rồi. hạ thiên nhếch miệng, những thứ này hẳn đến từ bí cảnh thiên cung. a à cửu liếc nhìn hắn, người biết. trước đó, nữ nhân mặc váy hoa nhí có nhờ ta giúp nàng ấy thu hồi ba món đồ ở tiểu tiên giới, nhưng ta không đồng ý. hạ thiên nói đến đây, lập tức thuật lại chuyện phát sinh ở trung nam sơn cho a à cửu và bạch tiêm tiêm nghe. nếu ta đoán không sai, hộp âm nhạc này hẳn là một trong số đó. hai loại còn lại là gì? A à, cửu hỏi: Hạ Thiên Đáp, ta từ chối, cho nên nàng ấy không nói cho ta biết ba món đồ kia là gì. Bạch Tiêm Tiêm hơi tò mò, Thiên ca ca, vậy tại sao ngươi xác định hộp âm nhạc này chính là một trong số đó? Bởi vì khí tức, Hạ Thiên thuận miệng đáp, bên trên thứ này có khí tức cùng loại với nữ nhân váy hoa nhí, trong phòng cũng không còn vật gì khác. A à, cửu phỏng đoán, xem ra Huyền Dương Tiên đế đã từng đến bí cảnh Thiên cung ông ta đến đó hay không cũng không liên quan đến chúng ta hạ thiên ngáp một cái thờ ơ nói dù sao người cũng không còn quan tâm làm gì chỉ bằng chúng ta tìm một chỗ ngủ còn hay hơn a à cửu tức giận nói người rất mệt phải không vẻ mặt hạ thiên thành thật không mệt nhưng ta chỉ muốn ngủ cùng hai người mà thôi lưu manh a à cửu lườm hắn một cái quyết định không để ý đến hắn nữa nắm lấy tay bạch tiêm 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 người cũng đừng để ý đến hắn chúng ta kiểm tra những quyển sách này thuận tiện xem nơi này còn có huyền cơ nào khác hay không hạ thiên không nhanh không chậm đi theo đằng sau hai người ánh mắt lom lom quan sát thân hình của hai nàng càng xem càng cảm thấy hắn thật sự rất có ánh mắt không hổ danh là đệ nhất thông minh trong thiên hạ gần như cùng lúc y tiểu âm cũng đáp xuống sân bay trong nước vừa mới bước ra khỏi sân bay nàng đã gặp mấy người thần bí y tiểu thư đúng không ông chủ của chúng ta muốn gặp ngươi một lần một người thần bí dùng giọng điệu không chút tình cảm nào lên tiếng y tiểu âm hỏi lại ông chủ của các ngươi là ai xin thứ cho ta không thể trả lời người thần bí lạnh lùng đáp lại vậy ta không thể phụng bồi y tiểu âm lạnh lùng từ chối ta còn phải quay về giang hải ngươi đừng nên chặn đường người thần bí bỗng nhiên lên tiếng y thần y Ngươi còn nhớ hai hơn mươi năm trước ngươi đã từng trị cho một bệnh nhân ở Nam Cương không? Hai mươi năm trước, lúc đó nàng mới bắt đầu hành nghề y, đích thật đã chữa cho một bệnh nhân ở Nam Cương. Y tiểu âm run lên trong lòng, sắc mặt thay đổi, ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt hiếm thấy, chẳng lẽ các ngươi là... Mấy ngày sau, A Cửu và Bạch Tiêm Tiêm đã phân công nhau một cách rõ ràng. Bạch Tiêm Tiêm phụ trách điều chỉnh một vài thứ bên trong ngọc tiêu điện. Những thứ có giá trị đều được đóng gói mang đi, để y tiểu âm và người của Thiên đạo tổ nghiên cứu. Về phần A Cửu, nàng cùng với đám người tiêu diễm diễm, Hỏa Cửu Linh bắt đầu tiến hành cải tạo cấu tạo trên dưới bảy trọng thiên và cách cục tông môn. Thần quang trận không còn, cũng không cần thiết giữ lại quy định không vãng lai giữa các trọng thiên. Cái gọi là thiên điều, A Cửu cũng quyết đoán cắt giảm. Sau khi tham khảo một số điều lệ luật pháp nàng đã chế định một hệ liệt quy củ phù hợp với chủ nghĩa nhân đạo. Hạ Thiên có chút nhàm chán, có hai bà vợ bên cạnh, nhưng một người cũng không ăn được, trong lòng đúng là ngứa ngáy. Nhưng việc thiên giới là hắn đồng ý, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão thôi. Qua ba ngày, mọi việc được sắp xếp thỏa đáng. Bạch tiêm tiêm đã di chuyển toàn bộ mọi thứ bên trong ngọc tiêu điện, tất cả được cất vào trong túi chữ vật, không cần cầm trong tay. A à Cửu cũng thuận lợi xác định trật tự mới của thiên giới. Hạ Thiên là chúa tể duy nhất của thiên giới nhưng lại chẳng quản lý, cũng không giữ chức vụ gì. Nàng và Bạch Tiêm Tiêm trở thành thiên đế đệ nhất giới của thiên giới. Về sau, cứ cách 12 năm sẽ đổi một lần, nhiều nhất cũng chỉ kiêm nhiệm hai giới mà thôi. Dưới thiên đế có tứ đại thiên vương phụ trách sự vụ hàng ngày của thiên giới. Tứ đại thiên vương đệ nhất giới chính là từ Côn Luân, Ngô Bách Trương hỏa cửu linh và tiêu diễm diễm. Dưới thiên vương còn có hộ pháp trưởng lão, cũng đều là những trưởng lão có danh vọng, có thực lực của các đại tông môn trước kia. Trong đó, nhìn quen mắt nhất cũng chỉ có tiêu chính dương. Các chức nghiệp khác, A Cửu cũng lười sắp đặt, liền giao cho các thiên vương khác đi làm. Về phần các đại tông môn, nàng vẫn giữ lại như cũ, nhưng cũng không hạn chế nghiêm ngặt như trước. Đệ tử trong môn có thể tự do đi lại, giao lưu lẫn nhau, không hề có bất kỳ trở ngại. Đồng thời, thiên giới cũng sẽ rộng mở với các tông môn giới thế tục trên trái đất. Chẳng những định kỳ tổ chức đại hội thăng tiên, còn thường xuyên thu hút những tu tiên giả có thiên phú cao, trọng điểm tiến hành bồi dưỡng, không còn cái kiểu thí luyện cầu thí lúc trước nữa, mặc cho hạt giống tu tiên chém giết lẫn nhau. Trong đó, Trung Nam Sơn trở thành đối tượng trọng điểm chiếu cố đầu tiên của thiên giới. Ai bảo Long Mạch ở đó do đích thân hạ thiên điểm hóa? tuyệt đối là người một nhà. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, A Cửu quyết định cùng với Bạch Tiêm Tiêm và Hạ Thiên về Giang Hải. Được rồi, các người cần chi phải đưa đưa tiến tiến chứ. Hạ Thiên kéo A Cửu và Bạch Tiêm Tiêm, bất mãn nói với đám người đằng sau. Tiêu Diễm Diễm mỉm cười, hơi trêu chọc, ngươi là chúa tể thiên giới, đương nhiên phải tiến ngươi rồi. Nếu không, về sau ngươi làm khó dễ, chúng ta phải làm sao bây giờ? giày thì có gì tốt mà mang. Hạ thiên nhếch miệng, mặc dù dung mạo ngươi không dễ nhìn, nhưng chân của ngươi cũng không tệ lắm, tốt nhất không nên mang giày. Nếu ngươi đã có ham mê như vậy, về sau ta sẽ không không mang nữa. Tiêu diễm diễm nghe xong, lập tức cởi giày, vớ lưới cũng cởi luôn, lộ ra mũi chân tự nhiên, đích thật rất đẹp. Hạ thiên nhếch miệng, ta không phải, ta không có, ngươi đừng có ăn nói lung tung. Được rồi, Ai mà không biết bản tính sắc lang của ngươi, ngươi còn che giấu làm gì?" A à, Cửu tức giận mắng Hạ Thiên một câu, sau đó nói, "Nhưng cũng không cần thiết phải đưa tiến nữa đâu. Bây giờ chúng ta qua lại cũng không còn chướng ngại nữa." Tiêu Diễm diễm dứt khoát gật đầu, "Cũng đúng, vậy thì không tiến nữa." Chúng đệ tử thiên giới đứng yên trong đám mây, đưa mắt nhìn ba người Hạ Thiên bay về phía cánh cửa lớn màu vàng ống. Từ Côn Luân đứng đằng sau, dường như muốn nói cái gì đó cuối cùng liếm môi một cái không nói thêm câu nào cửu nha đầu nàng không tạm biệt cha của mình sao hạ thiên mỉm cười hỏi a cửu thản nhiên nói không cần ta đã nói chuyện với ông ấy rồi mọi việc cũng đã hiểu rõ nhưng trước khi tìm lại được mẹ ta ta sẽ không nhận ông ấy đâu hạ thiên cười một tiếng chuyện kế tiếp chẳng lẽ tiểu a cửu đi tìm mẹ chuyện kế tiếp là mau chóng giải mã số cổ thư kia A Cửu tức giận chừng Hạ Thiên một cái, y tỉ tỉ hẳn có thể hiểu một chút, lần trước Dạ Ngọc Mị đã truyền lại cho nàng một số phương pháp giải mã. Cũng đúng, ta cũng hơi nhớ vợ y y rồi. Hạ Thiên ngóc đầu nhìn lại, ôm nàng ấy thật thoải mái, nhưng vợ y y không đủ nhiệt tình, đó là một khuyết điểm rất lớn. Cửu nha đầu, nàng hãy dạy cho nàng ấy một chút. Cầm cái miệng ngươi lại. Sắc mặt A Cửu phiếm hồng cảm thấy tên lưu manh này càng lúc càng không kiêng kỵ có thể bớt nói mấy chuyện này hay không hạ thiên nghiêm túc hỏi lại loại nào mặc kệ ngươi a cửu không bị mắc mưu hắn có thể kéo mấy chuyện này mãi không dứt bạch tiêm tiêm vẫn đang tập trung nghe hai người nói dường như hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói chuyện gì vượt qua cánh cửa lớn màu vàng óng ba người xuất hiện trên đỉnh núi tuyết nơi này không có gì thay đổi vẫn băng tuyết bao trùm như cũ, trên dưới bạc trắng. Nhưng người leo núi trở nên ít hơn, khả năng là có liên quan đến phong tuyết càng lúc càng lớn. Reng reng reng. Lúc này, điện thoại Hạ Thiên điên cuồng vang lên, trong nháy mắt rất nhiều cuộc điện thoại nhớ, còn có tin nhắn oanh tạc. Xảy ra chuyện gì hả? à? A cửu giật mình, tiếp theo, điện thoại của nàng cũng vang lên. Hạ Thiên rút điện thoại ra kiểm tra. Alo, ngươi là ai? A Cửu cũng đang nghe điện thoại, một giây sau liền biến sắc, ngươi nói cái gì? Y tỷ tỷ mất tích, y nhân các bị người ta tập kích, còn có. Nhất thời, vô số tin tức tràn vào đầu Hạ Thiên và A Cửu. Hạ Thiên vẫn còn khá bình tĩnh. Trong lòng A Cửu cũng nóng như lửa đốt, sau khi cúp điện thoại, nàng nói với Hạ Thiên, tốc độ của ngươi rất nhanh, hãy mang chúng ta về lại giang hải. Xảy ra chuyện lớn rồi, Y Y tỷ đã bị mất tích. Bối nha đầu không thấy đâu, Thanh Thanh nha đầu cũng bị thương. Hạ Thiên cất điện thoại, một tay ôm A Cửu, một tay ôm Bạch Tiêm Tiêm, không biết cái tên ngu ngốc nào lại nhầm vào ta, đúng là muốn chết. Nói xong, ba người Hạ Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Một giây sau đã xuất hiện hơn 10 dặm, tiếp theo tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một ngôi sao băng nhanh chóng lao về phía thành phố Giang Hải. Lúc này, một đám khách không mời mà đến xuất hiện trong cao ốc Thần Y. Lam y nhân đang tiếp đái bọn họ trong phòng khách. Lam tiểu thư, người làm chủ được tập đoàn thần y không? Ngồi đối diện Lam y nhân là một nam tử trẻ tuổi nhuộm tóc màu xanh, cùng lắm cũng chỉ 20. Hắn ta đang cầm đồ cắt móng tay không ngừng cọ ngón tay cái màu đen. Audio điện tử võ tấn bền Đứng đằng sau người này là mấy nữ nhân trẻ tuổi mặc trang phục bó sát người màu xanh, gương mặt của bọn họ đều không thay đổi, giống như pho tượng, vừa nhìn là biết được huấn luyện nghiêm chỉnh. làm y nhân vẫn khá bình tĩnh, cười nói, vậy phải xem ngươi nói làm chủ là có ý gì? chính là bán tập đoàn thần y cho ta. nam tử tóc xanh thổi thổi bột móng tay, tiền sẽ không thiếu của ngươi. một giá một, con số này. làm y nhân hơi đưa mắt, phát hiện đối phương dựng thẳng hai ngón tay, tập đoàn thần y sẽ không bán, ngươi có ra bao nhiêu tiền cũng vô dụng thôi thì ra là người ngại ít nam tử tóc xanh cười khẽ tùy ý nói vậy ta thêm ba con số không nữa đủ cho cả nhà các ngươi ăn tám đời lam y nhân cười hỏi người có biết nhà ta có mấy miệng ăn không đương nhiên biết lam gia quế thành nói thế nào cũng miễn cưỡng được tính là tam lưu thế gia ánh mắt nam tử tóc xanh lộ ra vẻ khinh thường từ gia gia của ngươi tính đến thằng nhóc mới sinh gần đây Lam Thị Xuân vọng đường Quế Thành có tổng cộng một vạn 2072 người, không biết ta có tính sai hay không. Sốt cuộc ngươi là ai? Lam Y Nhân đứng phát dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử tóc xanh. Nam tử tóc xanh cười khẽ, dùng ngón tay gõ bàn một cái, đừng kích động, ngươi cứ ngồi xuống trước đã. Mấy loại điều tra này rất dễ dàng, chẳng có gì khó. Lam Y Nhân cố nén cơn tức trong lòng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? ta đã nói rồi, ta muốn mua tập đoàn thần y. Nam tử tóc xanh nhếch miệng, miệng đầy răng màu xanh, đây là ông chủ ta đã dặn dò, giá tiền cứ tùy ý đưa ra, chỉ cần trong vòng 2.000 tỷ là được. 2.000 tỷ, mặc dù Lam Y Nhân đã từng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, nhưng khi nghe được con số này vẫn phải giật mình, ngươi là tên điên, đoán chừng trên trái đất không có gia tộc nào có thể xuất ra nhiều tiền như thế. Nam tử tóc xanh không khỏi đắc ý, bình tĩnh, đây chỉ là tiền tiêu vặt của ông chủ ta mà thôi chẳng lẽ ông chủ các ngươi là chủ trái đất hay sao lam y nhân trào phúng động tác mài móng tay của nam tử tóc xanh ngừng lại hắn ta cất đồ cắt móng tay vào túi nhìn thẳng vào mắt lam y nhân nghiêm túc nói cũng có thể nói như vậy bệnh tâm thần lam y nhân mắng một câu ta không rảnh nói nhảm với các ngươi ở đây nếu các ngươi đến bàn chuyện kinh doanh nghiêm túc ta lúc nào cũng hoan nghênh nhưng nếu các ngươi đến kiếm chuyện, cũng đừng trách ta không khách sáo. Không khách sáo, ha ha ha, nam tử tóc xanh giống như nghe được câu chuyện cười, cười đến ngả đến ngả lui, tay càng không ngừng vỗ đầu gối, đúng là chết cười, cười đến chảy nước mắt. Cười đã chưa, làm y nhân đã được hạ thiên dậy qua, đã sớm xưa đâu bằng nay. Mặc dù tu vi chỉ trên dưới kim đan kỳ, nhưng đối phó với đa số người được gọi là cường giả trái đất vẫn dư xài. Làm y nhân, người đừng có đùa nữa được không? Chỗ sâu trong con người nam tử áo xanh sáng lên một vòng ánh sáng. Tiếp theo, vô số dây leo mọc lên khắp phòng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, căn phòng đã ngập tràn dây leo. Ban đầu, làm y nhân còn không ngừng né tránh, về sau không cẩn thận đụng phải đám dây leo, kết quả khí lực toàn thân đều bị rút sạch, người cũng ngã xuống đất. Vụn móng tay mà nam tử tóc xanh vừa thổi cũng biến thành những lưỡi dao vô cùng sắc bén, quay chung quanh cổ của nàng. Đừng nói là ngươi, ngay cả hạ thiên sau lưng ngươi cũng không xứng nói câu nói này. Nam tử tóc xanh nhảy lên bàn, từ trên cao nhìn xuống làm y nhân bên dưới, nếu ngươi không phối hợp, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết, không còn bất kỳ khả năng nào khác. Nếu ngươi không muốn bán, vậy thì hủy đi. Chồng, ta xin lỗi vì không có khả năng gánh nổi tập đoàn thần y. Trong lòng làm y nhân cảm thấy thê lương, lẩm bẩm vài câu. Bây giờ trong cao ốc thần y, y tiểu âm còn chưa trở lại, tô bối bối không thấy tung tích, chỉ có một mình nàng trèo chống cục diện. Nếu quả thật để người kia đạt được, nàng còn mặt mũi nào đi gặp Hạ Thiên? Vợ tiểu y y, không cần phải khóc, tập đoàn thần y không quan trọng bằng nàng. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên. Tiếp theo, làm y nhân phát hiện nàng đang nằm trong lòng một người, đám ngu ngốc đó, chồng của nàng có thể tiện tay giải quyết. Chồng, chàng về thì tốt quá rồi lam y nhân nghe được giọng nói của hạ thiên rốt cuộc bình tĩnh lại vợ tiểu y y không có chuyện gì đâu nếu nàng mệt nàng có thể ngủ một lát dưỡng lại tinh thần hạ thiên có chút đau lòng nhìn lam y nhân ta không sao lam y nhân lắc đầu lập tức nhắc nhở chồng chàng nhớ cẩn thận người này có gì đó quái lạ chỉ cần dính vào đám dây leo đó toàn thân mềm nhún một chút khí lực cũng không xuất ra được Hạ Thiên mỉm cười, đám đồ chơi rác rưởi này vô tác dụng đối với chồng của nàng. Hai vị, tâm sự xong chưa? Nam tử tóc xanh thấy Hạ Thiên đến, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn thêm hưng phấn, "Hạ Thiên, ngươi trở về thì tốt rồi, vừa lúc ngươi định bán tập đoàn Thần Y bao nhiêu tiền?" "Ngươi muốn thu mua tập đoàn Thần Y?" Hạ Thiên còn chưa lên tiếng, A Cửu đã từ cửa sổ vọt vào, nghe được lời nói của người này, không khỏi hỏi ngược lại không phải thu mua mà là mua nam tử tóc xanh nhìn a cửu cười nói chỉ cần các ngươi chịu bán giá tiền không phải là vấn đề các ngươi có thể tùy ý báo ra con số chỉ sợ ngươi không trả nổi đâu a cửu lạnh giọng nói ngươi không cần lo lắng nam tử tóc xanh ngạo nghễ nói các ngươi không tưởng tượng nổi tài phú chủ nhân nhà ta đâu a cửu cảm thấy có chút buồn cười nhịn không được châm chọc một câu nếu đã có tài phú không tưởng tượng nổi thế ông ta còn đòi mua tập đoàn thần y làm gì? Ta không cần phải giải thích điều này với ngươi. Nam tử tóc xanh cười nhạo, biểu hiện trở nên lạnh lùng, hạ thiên, một câu thôi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? 200 triệu, hai 20 chục tỷ, 200 tỷ, thậm chí 2.000 tỷ cũng không thành vấn đề. Ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với tiền, ngươi có nói 200 triệu tỷ cũng vô dụng. Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm, tập đoàn thần y vốn là tài sản của vợ ta, không thể bán. Mặt nam tử tóc xanh không đổi sắc, hỏi tiếp, vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là vật tồn tại trên thế gian, ông chủ của ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Muốn mạng của ngươi, Hạ Thiên nhìn thẳng vào nam tử tóc xanh, tùy ý nói, ngươi dám động vào nữ nhân của ta, tên ngốc ngươi không muốn sống nữa rồi. Nam tử tóc xanh cười khẽ, một chút cũng không để trong lòng, trên thế giới này có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Nếu ngươi muốn một trăm một ngàn mỹ nữ tuyệt thế sẽ được đưa đến chỗ của ngươi trong vòng ba ngày. Hạ Thiên khó chịu nói, vậy ngươi đưa đầu của mình đến trước đi. Chỉ vì một nữ nhân, ngươi đã muốn giết ta. Nam tử tóc xanh cười khẽ hai tiếng, hơi khinh bỉ. Hạ Thiên, cách cục của ngươi không khỏi quá hẹp hòi. Thiên địa rộng lớn như vậy, thế giới lớn như vậy, chỉ cần ngươi thả lòng ra, nữ nhân nào mà không có? Cần chi phải a? À. Hắn ta còn chưa nói hết trên mặt đã dính một quyền cả người bay rớt ra ngoài đầu cũng bị đánh đến biến hình giống như một khối đất dẻo cao su bị quăng xuống đất phốc nam tử tóc xanh cũng không phải là người dễ ăn hiếp khi cơ thể sắp phá vỡ bức tường bay lên không trung mấy chục dây leo lập tức cuốn hắn ta trở lại khí lực rất lớn nam tử tóc xanh sờ cái đầu biến hình của mình tuyệt không tức giận ngược lại còn nở nụ cười đáng tiếc còn chưa đủ không tạo thành tổn thương gì cho ta đâu quả nhiên hai ba giây sau đầu của nam tử tóc xanh đã khôi phục lại như bình thường tên này còn là người sao a cửu nghi hoặc hỏi hạ thiên lười biếng đáp lại một câu hắn ta vốn không phải người người đang mắng hắn ta hay là đang trả lời ta a cửu nghi ngờ nhìn hạ thiên cửu nha đầu lúc này nàng đừng phạm ngu ngốc hạ thiên im lặng sau đó dùng tay vỗ vào bộ phận co giãn từ lưng trở xuống của a cửu a cửu trừng mắt nhìn hạ thiên đồ lưu manh người có thể chú ý tình huống hay không hạ thiên cười nói ta có chú ý mà xúc cảm không tệ được rồi mặc kệ ngươi a cửu liếc mắt nhắc nhở ngươi nên giải quyết phiền phức trước mắt rồi nói sau cái này cũng không tính là phiền phức gì gương mặt hạ thiên chỉ toàn là sự khinh thường ta tiện tay là có thể giải quyết Nam tử tóc xanh cười hắc hắc, xem ra ta đang bị xem thường. Nhưng những kẻ xem thường ta bình thường đều chết rất thảm, người cũng không ngoại lệ. Người không phải đến thu mua tập đoàn thần y sao? Tại sao lại chuyển thành giết người? A à, cửu hơi trào phúng, có vẻ các ngươi sẽ không bán. Nam tử tóc xanh làm ra vẻ đương nhiên, chỉ bằng giết chết các ngươi, đoạt lấy tập đoàn thần y, chủ ý này không tệ nhỉ? Chủ ý không tệ, Hạ Thiên gật đầu tán đồng. A à, cửu im lặng, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Trước kia, Hạ Thiên trên cơ bản đều làm như vậy. Tuy nhiên, thằng ngu ngươi lại không có bản lãnh đó. Hạ Thiên nói tiếp nửa câu sau. Vậy thì thử một chút đi. Con ngươi nam tử tóc xanh sáng lên một luồng ánh sáng, ngón giữa và ngón trỏ tay trái nhấc lên, hoàn vũ đi, hoa thụ cuồng yến. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong nháy mắt, bức tường và mặt đất cả tầng lầu đều mọc vô số chồi non hoa cỏ. Đám chồi non dùng tốc độ cực nhanh sinh trưởng, chưa đến 3 giây, chúng đã tràn ngập khắp cả tầng lầu, chật như nêm cối. Càng kinh khủng hơn chính là, đám hoa cỏ này còn tản ra hương vị mỏng nhạt, có tác dụng thôi miên rất mạnh. Rất nhanh, nhân viên mấy tầng lầu trên dưới đều bị thôi miên. A à, Cửu cũng học y, rất nhanh phát hiện chỗ không hợp lý, vội nhắc nhở Hạ Thiên, đám quái hoa này sẽ còn hấp thu khí tinh thần, người bình thường dính vào, đoán chừng sẽ hôn mê nửa tiếng sau đó sẽ tử vong hạ thiên còn rõ hơn so với a cửu nhưng hắn còn đang ôm lam y nhân không thể để cho nàng bị dây leo dính vào thỉnh thoảng hắn lại né tránh về phía sau ha 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 hạ thiên người có gan thì đừng tránh nam tử tóc xanh dần dần hưng phấn lên đưa tay điều khiển đám dây leo hoa cỏ chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bản lãnh đó thôi sao lam y nhân nói chồng chàng buông ta xuống trước đi ngu ngốc nếu ngươi muốn chơi, ta sẽ bồi ngươi chơi. Hạ thiên khó chịu chừng nam tử tóc xanh, một tay đổi sang ôm eo lam y nhân, một tay khác lộ ra một cây ngân châm đâm thẳng vào hư không. Đám dây leo đang vọt đến gần hạ thiên chịu trận trước. Bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm quái dị, sụp đổ trong phút chốc, tiêu tán trong gió. a à, nam tử tóc xanh nhìn thấy cảnh tượng này, hơi có chút ngoài ý muốn, thú vị thật, đây chính là châm pháp thần kỳ trong truyền thuyết. Ngươi còn chiêu thức nào nữa hay không? A à, cửu cao mày, người này biết rõ tình huống của Hạ Thiên và các nàng, nhưng lại không biết nghịch thiên bát châm, quả thật có chút kỳ quái. Vậy để ta giúp ngươi mở mắt một chút, Hạ Thiên hờ hững nói, tuy nhiên, châm tiếp theo, ngươi sẽ phải chết. Chết, khóe miệng nam tử tóc xanh khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, vậy ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Ta không phải con người, ta sẽ không chết. Ngược lại đám nhân loại bình thường trong tập đoàn thần y này sẽ chết hết. Sẽ không chết, Hạ Thiên cười nói, vậy thì ngươi có thể học. Nam tử tóc xanh không biết lời này của Hạ Thiên là có ý gì, nhưng rất nhanh bản thân đã cảm nhận được. Châm tiếp theo, Hạ Thiên đổi ngân châm bình thường thành định hải thần châm đoạt được ở tiểu tiên giới. Một lát sau, một luồng hơi nước minh mông xuất hiện, bao phủ toàn bộ cao ốc thần y bên trong. Sau khi đám dây leo dính hơi nước trạng thái của chúng trở nên khác thường, uể oải suy sụp, không bao lâu sau thì biến mất không còn vết tích. Một lát sau, nhân viên bị hôn mê cũng tỉnh lại, gương mặt chỉ toàn là sự mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Châm này của ngươi có cái gì đó quái lạ, nam tử tóc xanh phát hiện dị dạng của hoa cỏ, dây leo, lập tức muốn thu hồi bọn chúng. Đáng tiếc đã muộn, hơi nước đã chui vào lỗ chân lông của hắn ta, rất nhanh hắn ta đã không thể động đậy. Ai nói cho người biết không phải người thì sẽ không chết. Hạ thiên thu hồi ngân châm, ôm làm y nhân, chậm rãi bước về phía nam tử tóc xanh. Đám người mà hắn ta mang đến đã bị A cửu và bạch tiêm tiêm chế phục. Gương mặt nam tử tóc xanh chỉ toàn là sự đau đớn, con người càng lộ ra vẻ khó tin, không thể nào. Cơ thể của ta đã trải qua thánh vật cải tạo, chỉ cần dễ không bị diệt, ta sẽ vĩnh viễn không chết, cũng không có khả năng bị người ta khống chế rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Không có thủ đoạn gì cả. Hạ thiên cười nói, ngươi không phải người, vậy ta biến ngươi thành nửa con người không được sao? Bạch tiêm tiêm hơi hiếu kỳ hỏi, tại sao lại là nửa người? Vợ tiêm tiêm, bởi vì tên ngốc này không xứng làm người. Hạ thiên nghiêm túc nói với bạch tiêm tiêm, cho nên chỉ có thể làm nửa người. Nam tử tóc xanh thật sự hoảng loạn, nói với hạ thiên, hạ thiên, người tốt nhất đừng nên làm loạn. Ông chủ của ta không đắc tội nổi đâu, đây không phải trò đùa, bây giờ ngươi thả ta ra vẫn còn kịp. Ta không thích bị người ta uy hiếp, Hạ Thiên bĩu môi, đám ngu ngốc uy hiếp ta, tên nào cũng chết rất thảm. Nam tử tóc xanh cắn chặt răng, run giọng nói, "Hạ Thiên, nếu ngươi biết ta không phải người, ngươi hẳn cũng ý thức được đẳng cấp ông chủ của ta vượt qua ngươi vô số cấp. Ngươi tuyệt đối đừng nên tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết chính là ngươi." Hạ Thiên mất hứng nói: "Ban đầu, ta hoàn toàn chẳng hứng thú ông chủ ngươi là ai, cũng lười có liên quan gì với ông ta. Đáng tiếc, ông ta cứ sợ ăn nhiều chết no, đã phái người đến đây đối phó ta, còn dọa vợ tiểu y y của ta. Điều này không thể tha thứ, mặc kệ ngươi hay ông chủ của ngươi, tất cả đều phải chết." Ta nói đấy. Ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng." Nam tử áo xanh cười to hai tiếng, kết quả bởi vì bên trong cơ thể quá đau lập tức biến thành cười thảm, ông chủ của ta chính là thần vạn cổ duy nhất trên trái đất, người ngay cả sách dày cho ông ấy cũng không xứng. Phiền nhất chính là đám quỷ, thần, tiên gì đó của các ngươi. Hạ Thiên lắc đầy, ngân châm trong tay đâm thẳng vào mi tâm nam tử tóc xanh, đi chết đi. A. À, dưới một châm của Hạ Thiên, nam tử tóc xanh phát ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Không đúng, tại sao lại đau như thế? Nét mặt nam tử tóc xanh trở nên cực kỳ phức tạp, vừa thống khổ vừa mê mang, ta không có cảm giác đau đớn mới đúng chứ, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Hạ Thiên mỉm cười, vừa rồi ta đã nói, biến ngươi thành nửa người. Điều này sao có thể? Trước đó, nam tử tóc xanh cho rằng Hạ Thiên đang nói đùa, cho nên cũng không coi là thật, nhưng khi cảm giác đau đớn ngày càng chân thực, ngày càng mãnh liệt, hắn ta không thể không tin, thế gian làm sao có chuyện nghịch thiên như thế? vậy ngươi đoán đúng rồi. Hạ thiên nói, bởi vì ta dùng chính là nghịch thiên bát châm. Nghịch thiên chẳng qua chỉ là thao tác thông thường. Ngươi, ánh mắt nam tử tóc xanh tràn ngập sự khó tin, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại bị cơn đau cắt ngang, rất nhanh, thần thái trong ánh mắt biến mất, cuối cùng biến thành một tảng đá không có màu sắc chút nào. Đám người mà hắn ta mang đến cũng dần dần biến thành một đống cỏ cây. Mấy thứ này là dùng nguyên lý gì để làm ra? A cửu kinh ngạc nhìn nam tử tóc xanh, từ diện mạo của con người biến thành một dây leo, chậm rãi khô cạn, cuối cùng chỉ còn lại hai hòn đá to bằng hạt châu mà thôi. Không có nguyên lý gì cả, chỉ do người khác tạo đại gia mà thôi. Hạ thiên ngáp một cái, nói với A cửu cửu nha đầu, đường đến đây dài quá, nếu không, chúng ta ngủ trước một lát đi. A cửu tức giận nguyết hạ thiên một cái, ngủ cái đầu ngươi đấy. Nàng tiếp tục của trách, bây giờ phát sinh nhiều chuyện như thế, người còn ngủ được sao? Y tỷ tỷ mất tích, tung tích hoàn toàn không rõ, người không lo lắng sao? Lo lắng chứ, Hạ Thiên nói, nhưng gương mặt lại không hề có chút lo lắng, nhưng tu vi vợ y y không thấp. Nếu nàng ấy không đồng ý, không ai có thể mang nàng ấy đi. Đương nhiên, ngoại trừ ta. Cho dù là vậy, nhưng chúng ta cũng nên biết rõ nàng ấy đã đi đâu a à cửu không cách nào bình tĩnh như hạ thiên tô bối bối cũng không thấy đâu triệu thanh thanh cũng bị tập kích những chuyện này hẳn vì ngươi mà đến chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai làm không cần biết đến lúc đó cứ trực tiếp xử lý là được hạ thiên đáp lại nếu đám ngu ngốc đó nhằm vào ta qua không được mấy ngày sẽ tự động lộ diện loại dấu đầu hở đuôi như thế trên cơ bản chỉ là một đám phế vật lúc này làm y nhân đã khôi phục lại nói với Hạ Thiên, thật ra Tô Tổng cũng không tính là mất tích. Trước khi nàng ấy đi, nàng ấy có để lại tin nhắn cho ta, nói nàng ấy đi bế quan tu luyện. Bế quan, Hạ Thiên cau mày, có chút hoài nghi, chẳng lẽ là muội muội chân dài dở trò quỷ. Ta à, cửu lắc đầu, khi đó dạ ngọc mị vẫn luôn ở tiểu tiên giới với ta, tuyệt đối không phải nàng ấy đâu. Xem ra, không chỉ có muội muội chân dài trở về. Hạ thiên nhớ lại, trước đó hắn đã cảm nhận được khí hải của triệu vũ cơ trên biển, không khỏi lầm bẩm chẳng lẽ vợ đại yêu tinh cũng quay về. A cửu nói, bất kể thế nào, chúng ta phải nghĩ biện pháp xác định tung tích của bọn họ. Điều này đương nhiên rồi, Hạ Thiên bỗng rút điện thoại ra, tuy nhiên, mấy chuyện này cứ giao cho bé ngoan làm là được. Nói xong, Hạ Thiên gọi điện thoại, bé ngoan, người hãy mau điều tra, bối nhà đầu, còn có vợ y y đi đâu. Còn nữa, điều tra ra là tên ngu ngốc nào đang nhầm vào ta. Điện thoại cả nửa ngày sau cũng không thấy trả lời. Nhìn ngươi rất ngốc, A Cửu nhìn biểu hiện của Hạ Thiên, có chút buồn cười. Hạ Thiên cảm thấy hơi lạ, trước kia bé ngoan trả lời tin nhắn rất nhanh, tại sao gần đây lại rất chậm. Có khi nào nàng ấy xảy ra chuyện hay không, làm y nhân suy bụng ta ra bụng người, lo lắng nói. Hạ Thiên đáp, bé ngoan là chương trình do vợ đại yêu tinh lưu lại, là cao thủ hacker do chính nàng ấy bồi dưỡng. Với kỹ thuật của nàng ấy, hẳn không có ai có thể biết được thân phận thật sự của nàng. Bạch Tiêm Tiêm nghĩ đến một loại tình huống, nếu chẳng may trong cuộc sống hiện thực nàng ấy gặp phải phiền phức gì thì sao? Điều này cũng có thể. Hạ Thiên gật đầu. Tuy nhiên, nếu nàng ấy có phiền phức gì không thể giải quyết, nàng ấy hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho ta. A Cửu ngược lại đoán ra được chút đầu mối. Nàng nói với Hạ Thiên điều này nói rõ nàng ấy không muốn để ngươi biết nàng ấy gặp phải phiền toái vì sao hạ thiên không hiểu cái này mà ngươi không nghĩ ra a cửu không nhịn được cười vậy ngươi hãy từ từ suy nghĩ đi lúc này điện thoại di động của hạ thiên vang lên là tin nhắn của bé ngoan gửi đến ta không sao ta không có gặp phiền phức cũng đừng ai có ý định tìm ta nếu không ta sẽ trực tiếp biến mất hạ thiên nhếch miệng không hy vọng người khác tìm ngươi vậy bây giờ ngươi nhất định rất xấu xấu hay không xấu liên quan gì đến ngươi bé ngoan gửi tin nhắn lại hạ thiên dùng giọng điệu đương nhiên để nói đương nhiên liên quan rồi ngươi là đồ đệ vợ tiểu yêu tinh của ta nếu dáng dấp của ngươi quá xấu chẳng khác nào làm mất mặt vợ tiểu yêu tinh cũng làm mất mặt ta bé ngoan gửi lại một biểu tượng nôn mửa ngươi mới là xấu xí đấy cái này mà cũng làm ẩm ý được, các ngươi là học sinh tiểu học sao? A cửu nhìn qua, cảm thấy bó tay, nhưng vẫn nhắc nhở các ngươi mau nói chuyện chính đi. Bé ngoan, ngươi có thể tìm được y tỷ tỷ không? Còn nữa, gần đây có ai đang nhắm vào chúng ta hay không? Qua vài giây, một file nén được gửi đến điện thoại Hạ Thiên. Sau khi giải nén, là ba video và một phần tư liệu. Video thứ nhất là video được quay bằng điện thoại, ghi lại gian phòng tô bối bối, thời gian chính là lúc Hạ Thiên đến tiểu tiên giới. Video quay lại tô bối bối đang trò chuyện với một người trong phòng nhưng không quay được gương mặt và dáng hình người này, âm thanh cũng rất mơ hồ. Nhưng đại khái cũng có thể biết được tô bối bối tự nguyện đi cùng người này, cũng không bị bức hiếp. Video thứ hai là màn hình giám sát gần sân bay, hình ảnh là mấy người áo đen ngăn y tiểu âm lại. Bên trong hình ảnh không có bất kỳ âm thanh, nhưng bé ngoan đã dùng kỹ thuật để xử lý, thông qua khẩu hình miệng mà phục hồi nội dung đối thoại. 20 năm trước, vợ Y Y đã từng đến Nam Cương sao? Hạ Thiên khó hiểu, khi đó nàng mới có mười mấy tuổi mà đã có thể ra ngoài hành nghề Y rồi à? A à cửu nhớ lại một chút, khi đó nàng còn rất nhỏ nhưng cũng có chút ấn tượng, cũng có thể lão môn chủ mang theo Y tỷ tỷ ra ngoài. Khi đó nàng ấy là đối tượng trong môn trọng điểm bồi dưỡng, lão môn chủ ra ngoài làm việc đều mang nàng ấy theo. Còn đến Nam Cương hay không, cái này ta nhớ không ra. Vấn đề trước gác sang một bên, bốn người tiếp tục xem video thứ ba. Video thứ ba hơi kỳ lạ, hẳn là được thu hình từ một chương trình truyền hình trực tiếp nào đó, cũng là vài ngày trước, hình ảnh lắc lư, thông qua đối thoại đại khái có thể biết được đây là một nhóm người của một studio đến Quế Thành, đang chuẩn bị làm thủ tục đăng ký lên máy bay ở sân bay thành phố Thiên Hải người cầm điện thoại là một nữ mc dáng người cũng tạm được nhưng ngược cứ như sân bay khi nói chuyện giống như súng máy thiếu chút nữa bởi vì tính toán sai thời gian mà không kịp đăng ký sau cùng là hình ảnh nàng ta cùng với hai nhân viên nhanh chóng chạy đi tiếp theo thì không còn cái gì nữa chuyện gì thế nhỉ bạch tiêm tiêm nhất thời hồ đồ a à cửu cũng không hiểu bé ngoan gửi cái này cho chúng ta làm gì bảo chúng ta trọng điểm chú ý nữ mc này sao nhân khí nữ mc rất cao chẳng lẽ nàng ta có vấn đề lam y nhân cũng không hiểu không khỏi nhớ lại lúc trước khi công ty ra mắt sản phẩm làm đẹp mới trong kế hoạch tuyên truyền công ty cũng có ý định mời nàng ta quảng bá trực tiếp cho sản phẩm nhưng điều này thì có liên quan gì đến những người kia cửu nha đầu vợ tiểu y y ánh mắt của hai người quả nhiên có vấn đề hạ thiên nghe hai người nói không khỏi thở dài điểm chú ý hoàn toàn sai A à, Cửu nghi hoặc hỏi lại, thế phải chú ý điểm nào? Hạ Thiên nghiêm túc nói, trọng điểm nằm ở chỗ ba người kia đều quá xấu, vậy mà có thể lên chương trình trực tiếp. Có bệnh, A à, Cửu lườm hắn một cái, người ta đẹp xấu liên quan gì đến ngươi, người ta cũng không quay trực tiếp cho ngươi mà. Bạch Tiêm Tiêm chỉ vào video nói, hai người không phát hiện được sao? Khi nữ MC chạy lên máy bay đã đi ngang qua những người nào à? Những người nào? A à, Cửu phát lại video lần nữa, tập trung vào cảnh nữ MC đang chạy, quả nhiên khi sắp hết đoạn băng, ống kính có quét qua người đi ngang, một người trong đó chính là nam tử tóc xanh vừa nãy. Bởi vì góc nhìn không đủ lớn, hình ảnh cũng không rõ lắm, ngoại trừ nam tử tóc xanh, những người còn lại đều không nhìn thấy rõ ràng. Người bên cạnh là, A à, Cửu nhìn đi nhìn lại mười mấy lần, rốt cuộc nhận được một người, Hạ Thiên, người nhìn người bên cạnh đi không phải nhị sư phụ ngải luân của ngươi sao?" Hạ Thiên chẳng hứng thú đối với đoạn video, vừa rồi cũng chỉ vội vàng nhìn lướt qua. Bây giờ nghe A Cửu nói, cũng không nhịn được chăm chú nhìn lại, đúng là nhị sư phụ. Hắn cảm thấy kỳ quái, tại sao ông ấy lại ở cùng với đám người này? Sau khi rời khỏi Thanh Phong Sơn, ba vị sư phụ đều có cuộc sống của riêng mình, trên cơ bản Hạ Thiên đều không can thiệp vào. Thời gian trước Hắn có gặp lại đại sư phụ Trương Minh Đà và tam sư phụ nữ nhân. Chỉ có nhị sư phụ Ngải Luân là vẫn không có tin tức gì, nghĩ không ra hắn lại dùng phương thức này mà gặp lại. Bên trong hình ảnh, Ngải Luân đội mũ trùm che nửa gương mặt nhưng vẫn nhìn ra được mái tóc hoa dâm, ánh mắt sâu như giếng cổ không gợn sóng, nhìn qua giống như thần trí bị người ta khống chế. Nếu chuyện đã dính đến nhị sư phụ, Hạ Thiên tất nhiên không thể bỏ qua hắn phải tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng bên trong, bé ngoan, người giúp ta điều tra quỹ tích sinh hoạt của nhị sư phụ trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, bé ngoan đáp lại chỉ có ba chữ, tìm không thấy. Tìm không thấy, Hạ Thiên bất mãn nói, vì sao lại tìm không thấy? Có phải kỹ thuật hacker của ngươi không ổn? Bé ngoan trả lời, bởi vì ông ấy sống ở một nơi không có internet, chỉ vài ngày trước mới xuất hiện với những người kia ở sân bay, ngươi hãy tiếp tục tìm đi hạ thiên suy nghĩ một chút sau đó đưa ra một quyết định ta muốn đi tìm đại sư phụ và nhị sư phụ tìm hiểu một số chuyện của bọn họ cùng lúc đó trương minh đà và lữ nhân đang nghênh đón một vị khách không mời mà đến trung nam sơn hiện tại trương minh đà đang ở cùng với tình nhân cũ của ông liễu tích hoa chọn một dốc núi yên lặng xây nhà mà sống trải qua cuộc sống của một ẩn sĩ không thể không nói Trương Minh Đà đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện nam cầy nữ dệt, càng không có chuyện miệng ăn núi lở, bởi vì tài sản tích lũy của ông đủ ăn đến đời chắc chút chít. Trạng vạng tối một hôm nọ, tiểu đạo cô niệm tâm cầm theo một vò rượu đến trước nhà Trương Minh Đà. Tiểu đạo cô niệm tâm thấy cửa mở, liền há miệng kêu to, Trương ra ra, liễu nãi nãi, hôm nay sư gia của con đào được mấy hũ rượu mà ông ấy chôn trước kia, ông bảo con đưa một vò đến cho người. Tốt! khâu lão đạo coi như còn có lương tâm. Trương Minh Đà kéo ống quần, từ vườn rau xanh đằng sau bước ra, cười ha hả nói, niệm tâm, tối nay ở lại nhà Trương ra ra ăn cơm nhé. Tiểu đạo cô niệm tâm lắc đầu, không được, mẹ của con còn chờ con trở về nữa. Được, vậy ngươi về đi. Trương Minh Đà tiếp nhận bình rượu, vừa nhấc mắt đã thấy một nam tử cao lớn mặc áo bào xuất hiện trước mặt ông, vì thế ông đã rất nhanh đuổi tiểu đạo cô về tiểu đạo cô tò mò nhìn nam tử cao lớn cô bé hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt của người này hơi do dự một chút nhưng vẫn quay người đi kết lưu tại nhân cảnh nhi vô sa mã huyên đúng là nơi tốt cuộc sống thoải mái thật gương mặt nam tử mặc áo bào như ẩn như hiện âm thanh ngược lại vô cùng cởi mở rượu này đặc biệt chuẩn bị cho ta phải không ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá trương minh đà hiển nhiên nhận ra người đến chỉ là sắc mặt không được tốt sao ngươi không ở lại Nam Cương, chạy đến đây làm gì? Ngươi không sợ chết sao? Nam Cương cổ địa vây ta hơn 40 năm cũng đủ rồi. Nam tử mặc áo bào ngồi xuống băng ghế đá trước nhà, nhấc tay lên cách không chộp lấy vỏ rượu của Trương Minh Đà. Sau đó, ông ta vỗ một cái, bùn phong rơi mất, mùi rượu nồng đậm trong nháy mắt bay ra. Ừm, mùi vị đủ nồng, tối thiểu cũng đã trôn 60 năm rồi nam tử mặc áo bảo tuyệt không khách sáo nhấc bình rượu rót vào trong miệng thoải mái quá sung sướng quá trương minh đà chắp tay sau lưng đứng bên cạnh nhìn nam tử mặc áo bảo uống rượu cũng không có bất kỳ phản ứng nào minh đà người kia là ai liễu tích hoa từ trong nhà bước ra lo lắng hỏi trương minh đà khoát tay thản nhiên đáp một người quen cũ nơi này không có chuyện của nàng nàng vào nhà đi nếu không thì Liễu Tích Hoa vẫn không yên lòng. Bà còn chưa nói hết. Trương Minh Đà đã cắt ngang, quát nhẹ ta bảo nàng vào nhà thì vào đi, đừng lề mề. Ta nói nàng không nghe sao? Vậy chàng cẩn thận. Liễu Tích Hoa mấp máy môi, sau đó quyết định làm theo. Bên này Nam Tử mặc áo bảo đã uống gần nửa bình rượu, sau đó đặt bình rượu lên bàn đá, quay sang nhìn Trương Minh Đà. Khó có được, chẳng những người tìm được một nữ nhân, hơn nữa nhìn còn không tệ lắm. Được rồi, không phải ngươi đến đây ôn chuyện chứ?" Trương Minh Đà cố nén sự tức giận trong lòng, thản nhiên hỏi, "Có việc gì thì nói thẳng, đừng vòng vo nữa." Nam tử mặc áo bảo lắc đầu, có chút thất vọng, "Trương Minh Đà, nói thế nào chúng ta cũng có giao tình gần 40 năm. Ngươi lạnh nhạt với bằng hữu như vậy sao?" Trương Minh Đà phủi sạch, "Ngươi đừng lôi kéo làm quen. Chúng ta chỉ quen biết 40 năm trước mà thôi, cũng chẳng có giao tình gì." "Được." Nếu ngươi không nhận giao tình này, vậy chúng ta nói chuyện giao dịch đi." Nam tử mặc áo bảo nhìn sắc trời, sau đó quyết định vào thẳng chủ đề, "Ngươi còn nhớ hay không, 40 năm trước ngươi đã từng đồng ý một việc." "Ngươi cũng nói 40 năm trước, vậy ta khẳng định không thể nhớ rõ rồi." Trương Minh đà giả bộ hồ đồ, "Bây giờ ta già cả nên bị chứng mất trí nhớ, có rất nhiều chuyện ta không thể nhớ rõ." "Ha ha, ngươi đang giả bộ hồ đồ đúng không?" nam tử mặc áo bảo vạch trần, 40 năm trước, sư phụ ngươi dẫn ngươi đến cổ địa, ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi và tân tinh giới sát thủ Ngài Luân, lòng đầu ám tổ lưu nhân cũng quen biết nhau ở đó, ngươi không nhớ rõ à? Còn nữa, tiểu tình nhân mối tình đầu của ngươi cũng ở cổ địa, ngươi cũng không nhớ. Trương Minh Đà thấy người này càng nói càng hăng, đoán chừng là do tác dụng của rượu, không khỏi lạnh giọng nói, ngươi nói xong chưa? cũng gần đủ rồi. Nam tử mặc áo bào thở dài một tiếng, 40 năm không có gặp ai, người cũng nên thông cảm một chút. Trương Minh Đà cũng không kiên nhẫn nghe người này nói nhảm, lại hỏi thêm lần nữa, người đến tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn mời người đến cổ địa một chuyến. Nam tử mặc áo bảo dùng giọng điệu như ngủ mê để nói, sư phụ ngươi cũng đang ở đó. Năm đó, ngươi ném người ấy vào chỗ đó, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ái náy sao? trương minh đà hừ lạnh một tiếng là ông ta gieo gió gặt bão thôi tại sao ta lại phải ái náy ta nghe nói bây giờ ngươi cũng có đệ tử nam tử mặc áo bào không khỏi châm chọc nếu như có một ngày hắn cũng phản bội ngươi trong lúc ngươi khó khăn nhất mà vứt bỏ ngươi ngươi có cho rằng đây là báo ứng hay không trương minh đà mỉm cười mấy chuyện này không có khả năng phát sinh xem ra ngươi rất coi trọng người đồ đệ này nam tử mặc áo bào cười khẽ sau đó nói, đúng rồi, vừa lúc người đó có hứng thú với đệ tử của ngươi, dự định mời hắn đến cổ địa tham quan một chuyến. Ha ha, vậy thì người đó đang tự tìm đường chết. Trương Minh Đà cười lạnh. Nam tử mặc áo bào cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi không lo lắng sao. Tiểu tử kia chính là yêu nghiệt. Trương Minh Đà cười nhạo, khinh thường nói, người nên lo lắng chính là các ngươi. Cổ tộc truyền thừa gần vạn năm đoán chừng sắp nghênh đón diệt phong ha 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 ha, nam tử mặc áo bảo cười lên như điên, chỉ vào trương minh đà, sư phụ ngươi rất ngông cuồng, ngươi còn cuồng hơn, nghĩ đến đổ đệ của ngươi nhất định còn cuồng hơn cả ngươi. Trương Minh Đà thản nhiên nói, các ngươi đã phái người đến tiếp xúc hắn, chẳng lẽ bọn họ không phản hồi kết quả về cho ngươi? Đúng là ta đã phái người đến, nam tử mặc áo bào thu lại nụ cười, nhưng chưa thấy phản hồi. Điều này nói rõ đồ đệ của ngươi hoặc đã bị chế phục mang đến cổ địa hoặc đã bị tiêu diệt. Ta cảm thấy ngươi nên nói ngược lại thì đúng hơn. Trương Minh Đà lắc đầu, bắt đầu khuyên các ngươi đừng nên đi chiêu chọc tên hỗn thế ma vương đó. Nó là người rất lười nhưng cũng là người rất thù dai. Nếu đã ra tay, ta khuyên ngươi nên về nhà chuẩn bị hậu sự sớm đi. Sắc mặt nam tử áo bảo lạnh xuống, xem ra, ngươi không có ý định cùng ta trở về. Cái gì gọi là trở về, Trương Minh Đà lạnh giọng nói ta chẳng có liên quan gì đến nơi đó. Còn nữa, người có khả năng không trở về được đâu. Nam tử mặc áo bảo nghi ngờ hỏi, người nói vậy là có ý gì? Người quay đầu lại thì biết, Trương Minh Đà hơi nhún vai. Nam tử áo bảo đen bỗng dưng biến sắc, quay phát đầu lại, ánh mắt không tự chủ được mở to đến căng tròn, làm sao người có thể? Chính là tên ngốc này đang tính kế ta sao? Hạ Thiên đứng trên tảng đá ven đường, đại sư phụ, tại sao ông luôn quen với mấy thứ ngu ngốc giấu đầu hở đuôi này? Trương Minh đà lườm Hạ Thiên một cái, đừng mở miệng ngậm miệng là gọi người ta ngu ngốc. Nói chuyện nên chú ý lễ phép một chút. Người chính là đồ đệ của Trương Minh Đà. Nam tử mặc áo bảo lấy lại tinh thần, thanh đằng đâu. Làm sao ngươi hất hắn ta ra được. Hất, Hạ Thiên nhếch miệng, tên ngốc đó đã bị ta xử lý nam tử mặc áo bào cười nhạo chỉ vào hạ thiên và trương minh đà quỷ y nhất mạch các ngươi quả nhiên người sau cuồng hơn người trước thanh đằng chính là loại dễ vô sinh bất tử bất diệt hạ thiên cười nói đúng rồi ta thích nhất chính là làm rơi mấy thứ bất tử bất diệt được rồi nam tử mặc áo bào cũng lười so đo nhiều như thế thản nhiên nói nếu sư đồ các ngươi đều đã có mặt vậy hãy cùng ta đi một chuyến hạ thiên nhìn trương minh đà đại sư phụ, tên ngốc này muốn mang ông đi đâu vậy? Đến Nam Cương du lịch, người đi không? Trương Minh Đà tức giận nói. Nam Cương, ở Thiên Sơn à? Hạ Thiên hỏi. Không phải, Trương Minh Đà đáp Tây Nam, cổ địa. Ừm, Hạ Thiên gật đầu, cũng không từ chối, rất tốt. Quê hương của muội muội chân dài và vợ tiểu y y cũng ở đó, cũng không tính là xa xôi. Trương Minh Đà tức giận nói, người muốn đi, vậy thì ngươi đi đi, dù sao ta cũng sẽ không đi hạ thiên nháy mắt đại sư phụ ông đã từng đến đó liên quan gì đến ngươi trương minh đà lười trả lời người muốn đi vậy ngươi tự mình đi đi ta còn đang định an hưởng tuổi già ở trung nam sơn sư đồ các ngươi đi một người cũng được nam tử mặc áo bào ngược lại thấy hạ thiên thích hợp hơn cười nói dù sao mỗi y đạo lưu phái cần ít nhất hai người đến cổ địa hai người hạ thiên nghiêng đầu hỏi đại sư phụ chẳng lẽ ông lén lút có con riêng trương minh đà trừng hạ thiên người mới có con riêng đấy hạ thiên nghi hoặc hỏi vậy ông không đi ta đi một mình làm sao có hai người được nam tử mặc áo bào cười nói ha ha trương minh đà xem ra ngươi không nói chuyện quỷ y nhất mạch cho đồ đệ ngươi biết có gì cần nói chứ trương minh đà khó chịu cũng chẳng phải chuyện quang tông diệu tông gì Mặc dù Hạ Thiên là đồ đệ của ta, nhưng nó chẳng liên quan gì đến Quỷ Y nhất mạch." Nam tử mặc áo bảo mỉm cười, "Đó không phải là chuyện ngươi nói không là không." "Đại sư phụ, ông đang che giấu cố sự gì không nói cho ta biết sao?" Hạ Thiên có chút không được hứng thú cho lắm, nhưng được rồi, ông có nói ta cũng không thích nghe. "Ngươi có biết hay không, ngươi còn một sư tổ, chính là sư phụ của sư phụ ngươi." Nam tử mặc áo bảo giải thích, "40 năm trước bọn họ gặp một số việc ở cổ địa, kết quả sư phụ ngươi trực tiếp ném sư phụ mình ở đó, còn mình thì chạy đi. Ngươi cảm thấy ông ta làm có đúng không? Đúng, có cái gì mà không đúng? Hạ thiên ngáp một cái. Nam tử mặc áo bào ngẩn người, người còn nói là làm đúng. Đại sư phụ là ai, ta biết rất rõ. Hạ thiên nói, nếu ông ấy đã ném sư phụ mình lại mà trốn ra, điều này nói rõ vị sư phụ kia nhất định là phế vật hơn nữa còn không phải người tốt lành gì người dựa vào đâu mà định nghĩa như thế nam tử mặc áo bào phẫn nộ quát người thậm chí còn chưa gặp qua sư tổ của mình đã há miệng nói như thế xem ra người cũng là loại khi sư diệt tổ hạ thiên lười nói thêm câu nào quay sang nói với trương minh đà đại sư phụ nếu tên mốc này chẳng liên quan gì đến ông vậy ta xử lý ông ta đấy trương minh đà gật đầu người xử lý đi ngươi đừng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ như thế nam tử mặc áo bào không còn từ ngữ nào để hình dung hai thầy trò trước mặt từ đó càng nhận biết sâu thêm về sự tự tin và cuồng vọng của cả hai ta không phải bản thể muốn giết ta các ngươi còn phải đến cổ địa không cần phiền phức như vậy hạ thiên ung dung đáp châm pháp của ta có thể truy bản tố nguyên chỉ cần phân thân và bản thể của ngươi có liên hệ ta có thể làm sạch cùng lúc nam tử mặc áo bảo biến sắc khó tin nhìn hạ thiên cho dù ngươi nói là thật ta khuyên ngươi không nên ra tay cầu xin tha thứ cũng vô dụng thôi từ trước đến nay ta chưa hề nương tay với mấy kẻ ngu ngốc hạ thiên đáp lại không phải nam tử mặc áo bảo khoát tay lần này ta phái ra hai phân thân một ở đây một đế đô bây giờ phân thân đó đang đối mặt với ám hoàng lữ nhân hạ thiên nhếch miệng vậy thì thế nào Ngươi không phải đối thủ của Tam sư phụ ta. Vậy cũng không nhất định, nam tử mặc áo bào lạnh giọng nói, ta không có thực thể, quyền cước của hắn ta không thể phát huy. Áo bào trên người ta lại được luyện chế từ cổ trùng. Cho dù hắn ta có thể trốn, vợ và con gái của hắn ta có thể trốn được không? Trương Minh đà nghe xong, lông mày không khỏi cau lại, người đúng là càng lúc càng trở nên hèn hạ. Đây chỉ là thủ đoạn nam tử mặc áo bào một chút cũng không cảm thấy có gánh nặng, nếu các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, vậy thì chuyện nào cũng không có. Nếu các ngươi muốn phản kháng, được thôi, người một nhà nữ nhân nhất định phải chết. Hạ Thiên bỗng quay sang nhìn Trương Minh Đà, đại sư phụ, nếu bây giờ xử lý tên ngốc này, phải mất bao lâu bên kia mới cảm ứng được. Ta có hai phương án có thể kéo dài cho ngươi 5 phút. Trương Minh Đà ngầm hiểu, giữa ngón tay lộ ra mấy cây ngân châm, nhưng ngươi phải nhanh một chút. Tính tình của lữ nhân không tốt, nói không chừng bây giờ hắn ta sẽ ra tay đấy. 5 phút đủ rồi, Hạ Thiên gật đầu, cho dù xảy ra chuyện, ta cũng có thể cứu bọn họ trở về. Trương Minh Đà nhìn Hạ Thiên như nhìn quái vật, 5 phút đã đủ, vậy thu hoạch ngươi đến tiểu tiên giới cũng không nhỏ nhỉ. Nam tử mặc áo bào hoàn toàn nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được nguy cơ ông ta bắn ra hai luồng ánh sáng màu đen, sau đó quay người chạy trốn. Đừng lãng phí thời gian nữa, người có thể chạy trốn đến đâu chứ? Hạ thiên vuốt ve luồng ánh sáng màu đen, lười biếng bắn ra một cây ngân châm. Chấm! Đế đô, tại biệt viện nào đó? Tương tự cũng có một nam tử mặc áo bảo tìm đến ám hoàng lữ nhân đã về hưu. Lữ nhân thuận miệng nói tránh vài câu với vợ và con gái, sau đó dẫn vị khách không mời mà đến vào thư phòng nói đi hồ lão nhị người tìm ta có việc gì sau khi bước vào thư phòng lữ nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nam tử mặc áo bào nghe xong không khỏi mỉm cười vẫn là ám hoàng sảng khoái không âm hiểm như trương minh đà cũng không cứng đầu như ngài luân nếu ngươi đã hỏi ta cũng dứt khoát nói cho ngươi biết nói đi ta đang nghe đây Mặc dù diện mạo của nữ nhân đã dần hiện ra sự già nua, nhưng bất luận độ lượng hay là sự quyết đoán, vẫn mang theo phong phạm của vương giả. Nam tử mặc áo bào cũng không vòng vo, nói thẳng có người bảo ta mời ngươi về cổ địa một chuyến. Về, phản ứng của nữ nhân cũng không khác gì Trương Minh Đà, ta và nơi đó chẳng có bất kỳ liên quan gì. Ngươi dùng chữ này không ổn đâu. Nam tử mặc áo bào mỉm cười, dù sao ngươi cũng đã từng đến nơi đó, mà nơi đó cũng từng có một đoạn cố sự cũng còn một đoạn ân oán chưa hết chẳng lẽ ngươi không muốn trở về xem sao đó là ngươi nhớ lầm lữ nhân lắc đầu vô cùng khẳng định có cố sự có ân oán chính là trương minh đà năm đó ta chỉ đi chấp hành nhiệm vụ mà thôi nhiệm vụ thành công ta trực tiếp rời đi chuyện nơi đó cũng chẳng liên quan gì đến ta nam tử mặc áo bào không coi trọng lời nói này lập tức nhắc nhở ngươi đừng lừa mình dối người nữa Lữ nhân ngươi là vương ám tổ Ba bốn chục năm trước Gần như chưa hề thất thủ qua Nhiệm vụ được coi là nét bút hỏng duy nhất chính là ở cổ địa Chẳng lẽ người tuyệt không tiếc nuối Con người của ta vốn rất cởi mở Lữ nhân cười ha hả Chỉ vào nam tử mặc áo bào Nếu xử lý vụ án có khúc mắc Danh hào ám hoàng ta đã sớm giao ra rồi Nam tử mặc áo bào sầm mặt lại Nghiêm túc nói Lữ nhân Bây giờ ta chỉ đang phát ra lời mời với ngươi, nếu như ngươi từ chối đằng sau sẽ có phiền phức vô tận người tốt nhất phải nghĩ cho thông suốt người uy hiếp ta sao lữ nhân cười lạnh ta không sợ nhất chính là uy hiếp người uy hiếp ta bình thường kết quả sẽ rất thảm nếu ngươi đến đây chỉ muốn tìm cái chết vậy ngươi nói tiếp đi đây chỉ là thông báo nam tử mặc áo bào cười nói khu nhà của ngươi còn có căn nhà này đúng là không tệ chắc ngươi tốn không ít tiền nhỉ lữ nhân cũng nói sang chuyện khác cũng không dây dưa tiền ta có rất nhiều ở đây đều là của ta nếu ngươi thích ta có thể đưa cho ngươi một căn được rồi nam tử mặc áo bảo lắc đầu đời này của ta đoán chừng không thể rời khỏi cổ địa lần này ta dùng phân thân ta đã được bà ấy đặc biệt cho phép lữ nhân có chút ngoài ý muốn lão thái bà kia còn chưa chết ngươi nói chuyện cẩn thận một chút Nam tử mặc áo bào hơi biến sắc, bà ấy nghe thấy đấy, cũng sẽ nhìn thấy. Chết tiệt, nữ nhân không tin, bĩu môi nói, lão thái bà đó không phải thích chơi với côn trùng sao? Không có côn trùng, bà ta chính là một cái thây khô già muốn chết cũng không chết được. Im lặng, nam tử mặc áo bào không nghĩ đến nữ nhân lại nói chuyện càn dỡ như vậy, vội vàng nhìn xung quanh, nhìn xem có dị dạng gì hay không, người muốn tìm cái chết thì cũng đừng liên lụy ta. Lữ nhân thất vọng vô cùng, thở dài nói, đường đường hỏa xoái hồ thiên nam năm đó lại trở nên nhát gan như chuột, thật đúng là bi ai. Người không hiểu đâu, nam tử mặc áo bào cũng không tức giận, nhưng biểu hiện lãnh đạm lại, sức mạnh của bà ấy đã đột phá cực hạn, không còn trong phạm vi nhân loại, sớm muộn gì cũng ra khỏi cổ địa. Khi đó, các ngươi sẽ biết được chỗ đáng sợ của bà ấy. Bà ta muốn ra ngoài, trong lòng lữ nhân không khỏi run lên, trở nên cảnh giác, không phải bà ấy bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở trong cổ địa sao. Nam tử mặc áo bào cười nói, trước kia đúng là thế, nhưng 10 năm trước có người giúp bà ấy phá chu ấn. Bà ấy tích lũy sức mạnh 10 năm chính là chờ thời điểm rời núi. Không đúng, mặc dù nữ nhân chấn kinh nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nếu là như thế, bà ta cũng không cần phái ngươi đến tìm chúng ta. Người quả nhiên vẫn cảnh giác như thế nam tử mặc áo bào gật đầu bà ấy xuất quan vẫn còn thiếu một bước cho nên bà ấy muốn chúng ta mời các ngươi quay về lữ nhân cười khẩy khó chịu nói vậy ngươi cảm thấy ta sẽ đi giúp phong lão thái bà kia sao bà ấy đã giao hẹn qua nếu các ngươi không đến vậy thì cứ trực tiếp giết chết các ngươi con mắt nam tử áo bào hơi nheo lại áo bào trên người phình to khí tức màu đen bắt đầu tản ra lữ nhân cau mày bỗng nhiên bắn lên cả người giống như một con báo săn thức ăn dùng tốc độ cực nhanh vọt đến trước mặt nam tử mặc áo bào một quyền đánh tới bành quyền phong xuyên qua áo bào đánh vào bức tường phía sau bức tường trong nháy mắt bị đánh thành một cái lỗ lớn vô dụng thôi nam tử mặc áo bào hơi trào phúng ta chỉ để một phân hồn bên trên áo bào cũng không phải thực thể quả đấm của ngươi vô dụng thôi từ bỏ dãy giụa đi có tác dụng hay không, có đánh mới biết. Lữ nhân không để mình bị đẩy vòng vòng, lại một quyền đánh tới. Người hãy cảm nhận chút tuyệt vọng đi. Nam tử mặc áo bào cười lạnh, lấp áo bào phồng lên mà không có gió, bộ phận từ cổ trở xuống trống rỗng, bay phất phới. Lữ nhân tập trung nhìn lại, áo bào màu đen giống như hạt cát, bị gió thổi tan từng chút một. Trong không khí lập tức tràn ngập côn trùng màu đen, nhiều đến mức không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy được, giống như phấn hoa theo gió tan đi lại là chiêu thức này con ngươi lữ nhân co rụt lại vội cởi quần áo của mình dùng bật lửa đốt nó giữa không trung chít 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 trong không khí vang lên âm thanh cực nhỏ giống như âm thanh thứ gì đó bị lửa đốt xem ra công phu của ngươi còn chưa bị thoái hóa sạch sẽ nam tử mặc áo bào tán thưởng một câu sau đó biến mất ngay tại chỗ lữ nhân cau mày vừa tiếp tục đốt đám côn trùng vừa cảnh giác nhìn chung quanh, dự đoán vị trí nam tử áo bảo đen có khả năng xuất hiện. Cha, mẹ bảo con đưa cho cha và vị thúc thúc kia ít cả, a à. Lúc này, Lữ Văn cầm hai tách cà phê đẩy cửa phòng bước vào, ngạc nhiên nhìn cha của nàng đang dùng quần áo chơi với lửa. Lữ nhân thầm kêu không ổn, nói với Lữ Văn, Văn Văn, con mau ra ngoài đi. Đáng tiếc đã muộn, một cái bóng đen mỏng nhạt xuất hiện sau lưng Lữ Văn, côn trùng tinh mịn như hạt bụi chui vào làn da của nàng lữ nhân người bị chiếu tướng rồi trong phòng vang lên âm thanh của nam tử áo bảo đen đừng có vùng vẫy nữa người nên ngoan ngoãn sao nam tử mặc áo bảo đang nói chuyện bỗng cảm giác có chút không đúng bởi vì trong phòng có thêm một người lúc này lữ nhân cũng phát hiện người đến trong lòng âm thầm thở phào một hơi tên tiểu tử khốn kiếp này xem như đến kịp ngươi muốn tam sư phụ của ta ngoan ngoãn làm gì? Hạ thiên cầm trong tay hai tách cà phê, nhấp một ngậm, sau đó phun ra tại sao lại đắng như thế? Lữ văn nghe hạ thiên nói, lúc này mới bình tĩnh lại, cha ta thích uống nguyên vị. Đúng là không có phẩm vị gì cả. Hạ thiên đưa hai tách cà phê cho Lữ văn, cười nói, đi đổi ly khác đi, cái này khó uống quá. Ta và cha của ngươi còn có chuyện cần làm. Mặc dù Lữ Văn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn làm theo, được rồi, sư huynh. Người có thể từ kinh thành chạy đến đây trong vòng 5 phút. Nam tử áo bảo thật sự không cách nào tiếp nhận được sự thật này, điều này không thể nào. Hay người cũng có thuật phân thân. Hạ thiên nói một chàng, ta không có phân thân, cũng không hứng thú với phân thân, càng không nhất thiết phải có phân thân. Nam tử áo bảo im lặng hai giây, sau đó nói, nhưng cho dù ngươi đến, ngươi cũng chẳng thay đổi được điều gì, chẳng qua chỉ là ngàn dặm chịu chết mà thôi tam sư phụ ông đúng là già rồi ngay cả mặt hàng này cũng không giải quyết được sao hạ thiên không thèm để ý quay sang trêu chọc lữ nhân lữ nhân thản nhiên nói hắn ta chính là phế vật nhưng ngươi đừng nên dính côn trùng trên người hắn ta ông nói cái này hạ thiên mở bàn tay bên trên có một luồng khí tức nhỏ màu đen mắt lữ nhân mở to như chuông đồng cái này không chơi được đâu xảy ra chuyện lớn đấy. Nhưng khi ông vừa mới dứt lời, luồng khí tức màu đen đó đã chui xuống dưới da Hạ Thiên, dùng tốc độ cực nhanh chui vào bên trong. Lần này xong rồi. Ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi lợi hại, thì ra ngươi chỉ là một thằng ngu. Nam tử mặc áo bào nhìn thấy, không khỏi phá lên cười, ánh mắt nhìn Hạ Thiên tràn ngập sự khinh thường. Ngươi có làm sao không? Lữ Nhân bước đến trước mặt Hạ Thiên, lo lắng hỏi thăm hạ thiên điềm nhiên như không có việc gì ta không có cảm giác gì cả còn không bằng bị một con mũi cắn đây chính là cổ trạc ảnh tại sao lại không có việc gì lữ nhân kinh ngạc nhìn hạ thiên cho dù thể chất của ngươi nghịch thiên cũng không thể độc vật nào cũng chống lại được chẳng liên quan gì đến chống lại hay không hạ thiên đáp chỉ là côn trùng của ông ta không góp sức cho ông ta mà thôi nam tử áo bảo giận tái mặt chỉ vào hạ thiên mà mắng đánh rắm Cổ trạc ảnh chính là cổ bản mệnh của ta, ngày nào ta cũng dụng tâm tẩm bổ nó bằng máu, trọn vẹn mất 40 năm. Ta biết ngươi là tu tiên giả, nhưng cũng không nhất thiết phải khoác lác như thế. Tin hay không tùy ngươi, từ trước đến nay, Hạ Thiên lười tranh luận mấy chuyện kết quả đã rõ rành rành như thế này, bĩu môi nói, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Nam tử mặc áo bảo giống như nghe được chuyện cười, cười lạnh không thôi, chỉ dựa vào chút mánh khóe đó của ngươi không đủ đả thương nửa sợi lông của ta. buồn cười, hạ thiên khinh bỉ. mấy phút trước, ngươi đã bị mất một phân thân, ngươi quên rồi sao? chỉ là phân thân thôi mà, mỗi khi cần, ta có thể lấy ra mấy chục, mấy trăm phân thân. da mặt nam tử áo bảo đen đủ dày, tuy nhiên ông ta cũng biết tình thế đang bất lợi cho mình, chúng ta cũng chẳng có thù hận gì, hoàn toàn không cần thiết phải ngươi chết ta sống. Lữ Nhân, người nói có đúng không? Lữ Nhân nhếch miệng, vừa rồi người còn nói muốn giết hết tất cả chúng ta mà. Trước khác nay khác, Nam Tử mặc áo bào mỉm cười, ta chẳng qua chỉ là làm công cho nữ nhân kia, nói trắng ra là làm theo thông lệ. Các ngươi nghe qua là được rồi, tại sao còn tưởng là thật? Hạ Thiên khó hiểu nhìn Lữ Nhân, nghiêm túc hỏi Tam sư phụ, bạn của ông đều là loại không biết xấu hổ như vậy sao? hắn ta không phải bạn của ta. Lữ nhân lắc đầu, nói với Hạ Thiên, đám cổ trùng kia đúng là không thể coi thường, người nên nghĩ cách giải trừ bọn chúng đi. Hạ Thiên khoát tay, không cần đâu. Nam tử mặc áo bảo có chút thương hại nhìn Hạ Thiên, người đúng là không biết trời cao đất rộng. Qua 10 giây nữa, tim của ngươi sẽ bị cổ trạc ảnh nuốt chừng. Đến lúc đó, ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng không cứu được ngươi. Ta không cần ai cứu cả, Hạ Thiên không hề tỏ ra lo lắng, bởi vì ta vốn không có bất cứ chuyện gì mà. Nam tử mặc áo bảo bỗng niệm vài câu chú ngữ, hai tay bóp ấn chỉ về phía Hạ Thiên, tự tìm đường trề thì đừng trách người khác. Ảnh trùng môn, phá tim hắn cho ta. Ừm, phá nhanh lên. Hạ Thiên cười hì hì, thúc giục, ta muốn biết sau khi tim của ta vỡ vụt, ta có chết hay không. Đáng tiếc, nam tử áo bảo cũng không đạt được phản hồi mà ông ta mong muốn biểu hiện trên mặt hạ thiên vẫn khiến người ta chán ghét như cũ một chút cũng không giống người sắp chết phá cho ta nam tử mặc áo bảo một lần nữa quát to một tiếng nhưng đám côn trùng kia vẫn không thấy trả lời có cần ta giúp ngươi gọi không hạ thiên hỏi tại sao ngươi làm được chẳng lẽ ngươi đã từng luyện qua cổ thuật nam tử mặc áo bảo biến sắc mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng đám côn trùng tiến vào cơ thể Hạ Thiên đã cắt đứt liên hệ với ông ta. Hạ Thiên lười biếng nói, ta chẳng hứng thú với mấy loại cổ trùng cổ thuật gì đấy. Nếu không phải cao thủ Vu Cổ, làm sao ngươi có thể khiến cho đám cổ trạc ảnh cắt đứt liên hệ với ta? Nam tử mặc áo bào không tin Hạ Thiên, chẳng lẽ Trương Minh Đà đã truyền cổ thuật cho ngươi? Hạ Thiên không nhanh không chậm nói, ngươi cứ từ từ mà đoán. Con người ta khá rộng lượng. Ta cho ngươi 20 giây. Lữ Nhân thấy Hạ Thiên lại muốn chơi, nhịn không được nhắc nhở, ngươi đừng nhiều lời với hắn ta. Hắn ta đang cố ý trì hoãn thời gian, dùng cổ trùng ghi chép tin tức của ngươi truyền về cổ địa Nam Cương. Ngươi nên giết hắn ta đi. Không sao đâu, cứ để ông ta thu thập. Hạ Thiên nói, nếu thu thập không đủ, ta có thể cung cấp cho ngươi một số bí mật mà người khác không biết. Nam tử mặc áo bào không đoán được Hạ Thiên đang chơi chiêu gì đành phải dùng bất biến ứng vạn biến được vậy ngươi nói ta nghe thử xem vậy ngươi nghe cho kỹ nhé hạ thiên mỉm cười đáp con người của ta không thích người lạ trừ phi mỹ nữ tuyệt thế khiến cho ta cảm thấy hứng thú bằng không người nào xuất hiện trước mặt ta ta đều theo thói quen đâm cho người đó một châm sốt cuộc ngươi đang nói cái gì nam tử mặc áo bảo nghe xong gương mặt chỉ toàn là sự khó hiểu đây được coi là bí mật gì chứ chỉ toàn là nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi muốn đâm cho ta một châm? Không phải muốn đâm mà là đã sớm đâm xong. Hạ thiên đáp, ngươi nói vậy là có ý gì? Nam tử mặc áo bào xứng người, sắc mặt thay đổi, vung tay về phía hạ thiên, ảnh trùng quý vị. Đừng gọi nữa, bọn chúng không về lại được đâu. Giữa ngón tay hạ thiên lộ ra một cây ngâm châm, một giọt nước màu đen từ cây kim nhỏ xuống. Ngươi, lúc này, Nam tử mặc áo bào mới thật sự kinh ngạc, tại sao ngươi biết nhược điểm của cổ Trạc Ảnh là nước? Ngươi ra tay từ lúc nào? Chẳng lẽ là ly cà phê vừa rồi? Không, không đúng, nói xong, ông ta lại lắc đầu, khi đó ta vẫn đang ngó chừng ngươi, ngươi không có cơ hội để làm gì cả. Hai, ngu như thế thì đừng học người ta lăn lộn bên ngoài. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, ta đã sớm nói cho ngươi biết, một khắc nhìn thấy ngươi, ngươi đã trúng một châm của ta nếu ngươi không giải quyết một châm này ngươi có nhảy lên nhảy xuống cũng vô dụng thôi sắc mặt nam tử mặc áo bào trầm xuống nói với hạ thiên xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi nhưng ngươi cũng đã đánh giá ngươi quá cao rồi ngươi còn có chiêu thức gì nữa không hạ thiên thoáng cảm thấy cao hứng ngươi mau dùng nhanh lên để ta có thể nhìn xem ta đã nói xong những gì cần nói nam tử mặc áo bào cũng không nói tiếp chỉ vào lữ nhân nửa tháng sau Nam Cương, cổ giới mở lại. Nếu các ngươi không đến, các ngươi hãy chờ bà ấy trả thù. Sau này chúng ta vẫn còn gặp lại. Nói xong, nam tử mặc áo bảo giống như khói tan trong gió, trong nháy mắt phiêu tán vô tung. Lữ nhân kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, tại sao ngươi lại để hắn ta đi? Ta nói rồi, cho ông ta 20 giây, vẫn còn thừa 8 giây. Hạ Thiên trả lời, hắn im lặng một lát, sau đó nói, bây giờ mới đến giờ. Khi Hạ Thiên vừa nói xong, ở cổ địa Nam Cương cách xa ngàn dặm, một nam tử thấp gầy bóng há miệng phun ra một ngụm máu. Máu không phải màu đỏ mà là màu đen, bên trong huyết dịch còn động đầy. Quả nhiên lợi hại, ta không hề phát hiện ra nó. Nam tử thấp gầy phun thêm mấy lần, sau đó lấy ra một viên thuốc uống vào, thở hổn hển một hơi, đồ đệ của các ngươi quá kinh khủng. Trong phòng còn có một thân ảnh cao lớn khác, chính là ông hoàng sát thủ Ngải Luân, lúc này ông cũng mặc một bộ áo bảo đen. Cho nên ta đã nói, ngươi đừng nên trêu chọc nó làm gì. Hai mắt ngải luân vẫn không hề có thần sắc, giống như bị mù, hai tay cầm một thanh tiểu đao đang điêu khắc một khúc gỗ, tốc độ cực nhanh, kỹ xảo thành thạo. Nam tử thấp gầy lạnh giọng nói, đi thì mất nửa cái mạng, không đi, 10 cái mạng cũng không đủ. Ngải Luân thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chúng châm của Hạ Thiên, Mạng của ngươi nằm trong tay hắn. Sở dĩ hắn không giết ngươi, đoán chừng nó muốn gặp lão thái bà kia một lần. Sao? Nam tử thấp gầy cảm thấy không thể tin được, rốt cuộc hắn là cuồng hay là ngốc? Ba người các ngươi chưa từng nói cho hắn biết cố sự phát sinh năm đó sao? Đây là chuyện cũ của chúng ta, chẳng liên quan gì đến hắn. Ngải Luân nói, ban đầu, chúng ta chỉ nghĩ rằng giết chết lão thái bà kia thì chuyện gì cũng không xảy ra nghĩ không ra lại để cho bà ta sống sót, bởi vì bà ta đã tìm được một bác sĩ rất lợi hại. Ánh mắt nam tử thấp gầy giấu trong bóng đêm, vị bác sĩ kia cũng rất biến thái. Ngươi nên từ bỏ suy nghĩ của mình đi. Mặt ngải Luân vẫn không thay đổi, ta có suy nghĩ gì chứ? Ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Nam tử thấp gầy cười nhạo, người cố ý làm bộ trúng cổ của ta, sau đó cùng ta đến cổ địa, không phải muốn mượn cơ hội tiếp cận bà ta? sau đó tìm cơ hội ám sát, hoặc ám sát vị bác sĩ đến từ thiên trúc kia. Ngài Luân bị đối phương vạch trần, cũng không có ý định che giấu, người cảm thấy ta có mấy phần thắng. Mấy phần, nam tử thấp gầy mắng một câu, từ lúc bắt đầu, bà ta đã biết ngươi lẫn vào. Ngươi không chết là vì bà ta nhớ tình cũ, muốn giữ ngươi lại để tiện trao đổi mà thôi. Không có tác dụng gì đâu, Ngài Luân lắc đầu, năm đó, ta bị mặt của bà ta lừa, còn tưởng rằng bà ta rất trẻ, bị bà ta chiếm tiện nghi. Hiện tại ta đã biết bà ta là lão thái bà, chứng ngại trong lòng không vượt qua được. Huống chi ta đẹp trai như thế này, không thể bị thua thiệt như thế. Nghe nói cháu gái bà ta cũng không tệ lắm, có thể. Cầm miệng cho ta, nam tử thấp gầy giống lên cắt ngang lời nói của Ngài Luân. Ông ta im lặng một lát rồi nói tiếp, nửa tháng sau, Nam Cương sẽ tổ chức đại hội thần y, người có nghĩ rằng Trương Minh Đà, còn có đồ đệ của các ngươi sẽ đến không? Ai biết được, Ngài Luân bỗng nhiên thu hồi pho tượng trong tay, chậm rãi nằm xuống, ta ngủ bù đây, người tốt nhất đừng nên quấy giày ta. Nam tử thấp gầy chừng mắt nhìn Ngài Luân, chỉ muốn một đao đâm chết tên vương bát đản này, nhưng nghĩ đến bản lĩnh ám sát của đối phương, đành phải cố nén cảm giác kích động kia lại. Hạ Thiên, người tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Nam tử thấp gầy đẩy cửa bước ra ngoài, Đứng trên tầng hai chúc lâu nhìn về phía Đế Đô, 40 năm, nếu vẫn còn cơ hội chạy thoát, chắc chắn chỉ có thể là lần này. Bên phía Đế Đô, Trương Minh Đà và A à Cửu đang chạy đến nhà của nữ nhân. Nhưng lúc này, Hạ Thiên đã nhận được một tin tức từ Bé Ngoan gửi đến. Y Tiểu Âm đã đến Cổ Địa. Cổ Địa cũng không phải địa danh mà là một khu vực, phạm vi nằm giao hội giữa ba tỉnh Tây Nam. Ở đó dãy núi kéo dài, có chút hoang vắng ít ai lui tới. Nhưng cũng chính vì vậy, bên trong núi rừng mọc ra rất nhiều dược thảo chân quý đã tuyệt chủng bên ngoài. Theo lời đồn, sâu trong vùng núi này có một sơn cốc tên là Nguyệt Phương Nguyên, trong đó có một chủng tộc truyền thừa trên vạn năm, cũng chính là cổ tộc, thường xuyên có y sư và những người rảnh rỗi xâm nhập vào trong tìm hiểu hư thực. Đường trong núi thật sự khó đi, lại có chướng khí ẩn chứa độc tính cực lớn bao phủ, mãnh thú ăn thịt người thỉnh thoảng nhảy ra nếu không có ai dẫn đường, trên cơ bản không một ai có thể tiến vào sơn cốc. Cho nên, khu vực này vẫn nằm trong sương mù như cũ. Bắt đầu từ 120 năm trước, cổ địa bỗng nhiên tuyên bố cứ 20 năm mở ra một lần đón tiếp du khách cũng như y sư đến hái thuốc. Lúc đó, hành động này đã đưa đến một phong trào rất lớn, nhưng về sau thì không ai nhắc đến nữa, bởi vì những người đến cổ địa, đa phần đều bốc hơi khỏi nhân gian. Từ đó về sau, thỉnh thoảng cổ địa lại mở ra mấy lần nhưng không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Cho đến 40 năm trước, một thiên tài bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho đa số y sư nổi tiếng trên thế giới phải sử dụng máy bay tư nhân bay đến Nguyệt Phương Nguyên, tiến hành đại hội y học trên đỉnh núi một lần, thậm chí còn muốn chọn ra một thần y. Năm đó, Trương Minh Đà vẫn còn là tiểu thịt tươi đi theo sư phụ của mình đến cổ địa. Ngài Luân nhận được một đơn hàng phải giết chết một y sư đến tham gia. Lữ nhân thì ngược lại, tiếp nhận mệnh lệnh thượng cấp bảo vệ tính mạng cho vị thiên tài đó. Ba vị sư phụ của Hạ Thiên đã gặp nhau lần đầu tiên 40 năm trước, nhưng từ lúc đó, ba người bọn họ không còn ai nhắc đến những gì trải qua năm đó nữa. Hiện tại, bọn họ không thể không cùng nhau đối mặt lại chuyện cũ này. Này, đại sư phụ, tam sư phụ, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đã mấy phút rồi. Hạ Thiên nhàm chán ôm Triệu Thanh Thanh vừa mới chạy đến vừa than thở Trương Minh Đà và nữ Nhân nửa ngày không nói với nhau câu nào. Liên quan gì đến ngươi? Trương Minh Đà trừng Hạ Thiên, ngươi cũng biết nữ nhân của ngươi đến cổ địa, ngươi còn không chạy đến cứu người, còn ở lại đây làm gì? Không vội, Hạ Thiên bình tĩnh nói, bé ngoan đã có thể nắm được tin tức của vợ Y Y, điều này nói rõ nàng ấy cũng không có việc gì. Hơn nữa, cửu nha đầu cũng đã đến đó lữ nhân kinh ngạc nhìn hạ thiên trước kia không phải ngươi rất coi trọng mấy bà vợ của ngươi sao chỉ cần nghe nói bọn họ có việc gì ngươi đều nhảy ra hỗ trợ đầu tiên tại sao bây giờ lại ngán như thế ngán thì không thể nào ngán rồi hạ thiên lắc đầu đời này cũng sẽ không ngán lữ nhân thúc giục vậy ngươi còn không mau đi đi thì nhất định phải đi rồi hạ thiên nói nhưng trước khi đi ta nhất định phải tìm hiểu chỗ đó một chút đại sư phụ Tam sư phụ, hai người đừng do dự nữa, hay nói cho ta biết tại sao hai người lại liên quan đến một lão thái bà, hơn nữa còn bị bại bởi nhị sư phụ. Đánh giám, Trương Minh đã nổi giận chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, ai nói với ngươi như thế? Ta và lão thái bà kia một chút quan hệ cũng không có. Ta chỉ đi theo sư phụ của ta đến cổ địa mở mang tầm mắt thôi. Là lão nhị và lão tam bị mê hoặc. Tam sư phụ, ông nói như thế nào về chuyện này? hạ thiên quay sang nhìn lữ nhân lúc này ôn nhu bước vào rót thêm trà cho mọi người lữ nhân lập tức biến sắc tỏ ra nghiêm túc không có chuyện đó đâu năm đó nữ nhân kia muốn đến gần người ta cần bảo vệ ta đương nhiên phải nghĩ cách quần nhau với nàng ta người bị mắc lừa chỉ có ngải luân hạ thiên cảm thấy chẳng chút thú vị liền lắc đầu chẳng ai nói thật cả không có gì vui người muốn nghe thứ gì Trương Minh Đà tức giận nói, trên đời này nào có loại đồ đệ như ngươi chứ, cứ đòi nghe chuyện bí mật của sư phụ mình. Không có, Hạ Thiên lắc đầu, ta hoàn toàn không có hứng thú với bí mật của hai người. Ta chỉ muốn biết tại sao hai người lại bị bại trước nhị sư phụ. Lữ nhân cười khổ, bó tay với Hạ Thiên, đành phải thở dài nói, người đã muốn nghe, vậy thì ta sẽ nói. Dù sao cũng 40 năm rồi, cũng chẳng còn cái gì mà thẹn muốn nói thì ngươi nói còn ta thì quên rồi trương minh đà khoát tay quay người sang chỗ khác hạ thiên nhìn thấy bật cười xem ra đại sư phụ là người bị loại đầu tiên ngươi đấy lữ nhân mỉm cười chỉ vào hạ thiên tiểu tử này quá thông minh đáng tiếc đạo lý đối nhân xử thế lại chẳng dành ngay cả chuyện cũ của sư phụ cũng không thèm che giấu triệu thanh thanh mỉm cười nhìn hạ thiên và hai sư phụ của hắn đấu võ mồm mấy ngày trước Nàng bị tập kích, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cũng đã bị thương, bây giờ thì tốt rồi. Ban đầu, nàng nghĩ rằng chuyện này chỉ có một mình nàng bị, nhưng bây giờ nghe được những nữ nhân khác của Hạ Thiên hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra chuyện, nàng cảm thấy sự việc không ổn, vì thế nàng đã chủ động chạy đến đây. Đúng là không có gì đáng nói. Nữ nhân uống nước trà ôn nhu vừa mới rót thêm, ánh mắt hiện lên hồi ức, lúc đó có người nảy ra ý tưởng muốn tập trung tất cả danh y nổi tiếng trên thế giới, từ đó chọn ra một y sư lợi hại nhất phong làm thần y, đồng thời tặng cho vị thần y đó một nửa tài sản. Một nửa tài sản, Triệu Thanh Thanh hỏi, thế là bao nhiêu tiền? Trương Minh Đà khẽ cười một tiếng, đại khái có thể leo lên 10 vị trí đầu những người giàu nhất. Ô, ai mà hào phóng như vậy chứ? Triệu Thanh Thanh có chút hiếu kỳ hỏi, 40 năm trước, trong nước đã có người giàu đến như vậy sao? Trương Minh Đà nhìn Lữ Nhân, do dự không muốn nói ra. Người kia chết rồi, có cái gì mà phải che giấu chứ? Lữ Nhân mỉm cười, thản nhiên nói, hơn nữa, với phân lượng của thiên đạo tổ, muốn điều tra cũng không có việc gì khó, chỉ tốn chút công phu mà thôi. Cũng đúng, Trương Minh Đà thầm nghĩ cũng đúng, gương mặt trong nháy mắt trở lại bình thường. Nói với Lữ Nhân, vậy ngươi nói đi. Lữ Nhân nói, tật xấu này của Hạ Thiên là học từ ngươi. Triệu Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi, người kia rốt cuộc là ai? Người kia tên nhạc hàn trai, lữ nhân nói, nhưng lại mang theo chút chua sót, liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Ồ, trong lòng Triệu Thanh Thanh run lên, trong đầu hiện ra hai nhân vật, lập tức quay lại nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu, tất cả nhìn ta làm gì? Ta chẳng quen nhạc hàn trai hay nhiệt trai gì cả. Người quen đấy, Triệu Thanh Thanh mỉm cười giải thích với Hạ Thiên, chẳng những người quen mà người còn bị ngươi giết. Hạ Thiên nhếch miệng, mấy tên ngu ngốc bị ta giết nhiều lắm. Triệu Thanh Thanh nhắc lại, đệ nhất công tử đế đô trước kia nhạc chi phong, người còn nhớ không? À, là tên ngốc đó à, còn nhớ. Hạ Thiên nhớ lại một chút, đúng là có chút ấn tượng, tên ngốc đó muốn đánh chủ ý vào vợ y y, cho nên ta đã xử lý hắn ta. Sư phụ, người nhớ nhầm rồi triệu thanh thanh cười nói người giết nhạc chi phong không phải ngươi mà là viên thiên chính hạ thiên khoát tay cũng giống nhau thôi là ta bảo viên thiên chính làm nhưng người này có liên quan gì đến nhạc cái gì trai mà các người nói chẳng lẽ bọn họ là thân thích bọn họ nào chỉ là thân thích triệu thanh thanh có đôi khi cảm thấy hạ thiên thông minh một cách đáng sợ nhưng có đôi khi lại giống như quá tải ra ra nhạc chi phong chính là nhạc hàn trai hạ thiên cũng nhớ ra cảm thấy buồn cười, à, thì ra là lão đầu đội nón xanh cho nhạc chi phong sau khi chết. Trí nhớ của một người về một chuyện quả thật không giống nhau. Lão đầu đó là do ta xử lý. Hạ Thiên khó hiểu, 40 năm trước ông ta rất có tiền sao? Nào chỉ có tiền, Trương Minh đà thở dài, mà còn quyền thế ngập trời. Nếu không, làm sao nhạc chi phong có thể dùng sức của một người đè xuống mấy gia tộc nội tình phong phú trở thành đệ nhất công tử kinh thành chứ? Triệu Thanh Thanh gật đầu, nhẹ giọng nói, mấy năm trước, thiên đạo tổ lục soát được một tài liệu khá cũ, trong đó có ghi chép về tin tức nhạc hàn trai, nghe nói ông ta dựa vào tài nguyên lập nghiệp, nhưng tài nguyên gì thì không biết. Dù sao, quốc gia rất cần loại tài nguyên này, vì thế, cao tầng quốc gia năm đó đều rất nể mặt nhạc hàn trai. Đúng, về sau khi nhạc hàn trai về hưu, ban đầu ông ta muốn giao tài nguyên đó cho cháu trai của mình nhạc chi phong. Lữ nhân lập tức bổ sung, nhưng khi nhạc chi phong sắp sửa tiếp nhận, người cũng không thấy đâu. Hạ thiên lười biếng ngáp một cái, điều này nói rõ hắn ta không có số hưởng. Tạo hóa trêu ngươi, lữ nhân cảm khái, nhạc ra trước sau mất hai nhân vật, một là nhạc hàn trai, một là nhạc chi phong. Đáng tiếc, thời gian trước nhạc hàn trai đã dùng tài nguyên áp chế thượng tầng, mặc dù thu được rất nhiều tài phú nhưng cũng đắc tội không ít người. Quan trọng nhất chính là, những cái gọi là tài nguyên của ông ta thì lại không còn trương minh đà cười lạnh quay sang nói với hạ thiên thật ra người giết ông cháu bọn họ nói một cách khác chính là lao mông cho một số thượng tầng cho nên cũng không có người nào truy cứu ngươi hạ thiên nhếch miệng khó chịu nói đại sư phụ ta không thích nghe lời nói này của ông ông mới đi chùi đít cho người ta đấy những người kia chỉ là sợ chết cho nên mới không dám chọc ta Trương Minh Đà không muốn dây dưa vấn đề này nữa, người muốn nói sao cũng được. Không đúng, Hạ Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt nheo lại nhìn chầm chầm Trương Minh Đà và Lữ Nhân, Đại Sư Phụ, Tam Sư Phụ, hai người đang cố ý đi vòng vèo đúng không? Nói một hồi lâu, Lão Thái bà kia là ai cũng còn chưa nói đến. Nhạc hàn trai kia liên quan gì đến ta, ta cần biết ông ta làm gì. Trương Minh Đà tức giận nói, người nhiều vợ như thế, chẳng lẽ còn cảm thấy hứng thú với lão thái bà hứng thú này và hứng thú kia không phải cùng một chuyện hạ thiên nói đại sư phụ đừng đổi chủ đề nữa ta muốn biết lão thái bà này phong tình vạn chủng đến cỡ nào lại có thể khiến ba vị của ta say mê điên đảo bà ta tên gì họ gì dáng dấp như thế nào bọn họ không biết đâu lúc này trong phòng đột nhiên vang lên giọng một nữ nhân xa lạ nhưng ta có thể nói cho ngươi biết người lên tiếng là ôn nhu nhưng giọng nói lại không phải của bà. Bản thân ôn nhu cũng cảm thấy sợ hãi, lắc đầu liên tục, khoát tay ra hiệu không phải bà đang nói chuyện. Người trong thư phòng không khỏi cau mày. Trương Minh đã có chút kinh ngạc, ông không phát hiện ôn nhu xuất hiện dị dạng từ khi nào. Tuy nhiên, điều này cũng khó trách, dù sao ông cũng chỉ là bác sĩ, không phải tu tiên giả như Hạ Thiên. Lữ nhân cảm thấy không ổn, bởi vì nơi này là một nơi rất bí mật bốn phía còn có thành viên thiên đạo tổ bảo vệ kết quả vẫn có người xâm nhập hạ thiên vẫn hờ hứng như cũ khó chịu nói người tốt nhất đứng ra đây đừng mượn cơ thể tam sư nương ta mà gây chuyện nếu không người đừng trách ta không khách sáo điều này ngươi yên tâm đi miệng ôn nhu hoàn toàn không chịu sự khống chế của bà ta không khống chế cơ thể của nàng ta ta chỉ mượn dùng miệng và lỗ tai của nàng ta nghe mọi người thương lượng mà thôi hạ thiên quả quyết từ chối vậy cũng không được hạ thiên ngươi đừng câu nệ như thế âm thanh kia thở dài một tiếng cố gắng thuyết phục lão thái bà ở cổ địa là kẻ địch chung của chúng ta kẻ địch của kẻ địch chính là bạn chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý này hạ thiên nhếch môi đối với ta kẻ địch của kẻ địch vẫn là kẻ địch không thể nào là bạn được ngay cả mặt cũng không dám lộ càng không xứng làm bạn với ta ngươi đừng vội âm thanh kia thấy hạ thiên tức giận vội giải thích lão thái bà cổ địa đòi hỏi quá nhiều chính là kẻ địch chung của chúng ta cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác có nhìn thấy mặt hay không cũng không có ý nghĩa ngược lại còn sinh ra phiền phức không cần thiết ngươi nói đúng không không đúng hạ thiên lắc đầu ta cho ngươi ba giây nếu ngươi còn không thoát ra khỏi người tam sư nương ta ngươi cũng đừng trách ta xử lý ngươi trước âm thanh kia dừng lại một chút sau đó tức giận nói, Hạ Thiên, ngươi lý trí một chút được không? Đây là chuyện lớn, không phải là lúc ngươi dở tính trẻ con. Ngươi cũng không muốn người nhà, bạn bè của ngươi bị lão thái bà kia giết hại chứ. Hết giờ rồi, Hạ Thiên cách không bắn một luồng không khí ra ngoài, trong nháy mắt bắn vào miệng ôn nhu. Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong đâu. Âm thanh kia kêu gào một tiếng, rất không cam lòng mà rơi vào im lặng. Lúc này, sắc mặt ôn nhu thay đổi, sau đó há miệng thở ra một hơi, hai tay lập tức ôm miệng thở hổn hển. Nàng không sao chứ, lữ nhân tiến lên đỡ lấy ôn nhu, lo lắng hỏi. Ôn nhu lắc đầu, không sao đâu. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ tam sư nương không cảm giác có chỗ nào không thích hợp sao? Triệu thanh thanh nhịn không được lên tiếng hỏi, hoặc sư nương đã từng tiếp xúc với đồ vật khác lạ. Không có, Ôn nhu cao mày suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, ta cũng giống như ngày thường mà thôi. Trương Minh Đà nhìn luồng khí biến mất, liền nói là nhiếp khí thuật của Nam Cương, nhưng người hẳn cách nơi này khoảng 2.000 mét. Hạ Thiên nói với Triệu Thanh Thanh, phía Nam, cách 3.000 mét có một tiểu viện mọc đầy lá phong. Nữ nhân ngu ngốc này hẳn ở đó. Được, ta lập tức bắt người đến ngay. Triệu Thanh Thanh gật đầu, sau đó rời khỏi tiểu viện, mang theo thành viên thiên đạo tổ chạy đến nơi mà Hạ Thiên đã nói. Người cho rằng nhà đầu kia có thể làm nổi không? Trương Minh Đà chỉ theo bóng lưng của Triệu Thanh Thanh. Dư sức, Hạ Thiên mỉm cười, tu vi của Thanh Thanh nhà đầu đã trên kim đan kỳ, quyền cước còn lợi hại hơn so với trước kia. Trương Minh Đà cảm khái, ta không nghĩ đến đồ đệ của ngươi lại có thể trưởng thành đến như vậy. Đại sư phụ, ông không cần nản trí, Hạ Thiên nghiêm túc an ủi, dù sao đồ đệ của ta vĩnh viễn không vượt qua được đồ đệ của ông. Đồ đệ của ông, mặc kệ phương diện nào cũng đều là thiên tài tuyệt thế, đệ nhất thiên hạ. Trương Minh Đà ngẩn ra, sau đó tức giận nói, ra mặt của ngươi cũng dày nhất thiên hạ, cũng chẳng biết học từ ai. Khẳng định không phải học từ ta rồi, lữ nhân rũ sạch mọi liên quan, ta chỉ dạy cho nó một chút công phu, còn có kỹ năng ám sát. Nồi này, người và ngải luân gánh đi. Liên quan gì đến ta, Trương Minh Đà cũng không tiếp nhận cái nồi này, Trương Mỗ ta hành tẩu giang hồ, coi trọng tín nghĩa. Loại da mặt dày như thế, tuyệt không phải phong cách của ta. Lữ nhân ủng hộ hoàn toàn, chính là học từ Ngài luân rồi. Rất có khả năng, Trương Minh Đà đồng ý, còn bồi thêm một câu, cũng có thể là do trời sinh. Ở Nam Cương xa xôi, Ngải Luân bỗng nhiên hắt xì một cái ông đưa mắt nhìn sắc trời. Khí hậu nơi này bốn mùa đều như mùa xuân, thể chất của ông lại mạnh hơn người bình thường. Mặc dù bây giờ ông đã già, nhưng không bao giờ có chuyện cảm mạo. Hạ thiên nghiêm túc nói, ta chân chính trời sinh chỉ có xuất khí này thôi. Thay vì ngồi đây tự tán thưởng mình, người nên điều tra cổ địa Nam Cương thì hay hơn. Lữ nhân chừng mắt nhìn hạ thiên, lão thái bà kia tuyệt đối không phải phàm nhân. Nếu ngươi khinh thường bà ta, thua thiệt tuyệt đối chính là ngươi hạ thiên lười biếng ngáp một cái ta ngay cả bà ta là ai cũng không biết ở đâu ra khinh thường hay coi trọng nữ nhân xa lạ kia vừa rồi nói đúng đấy trương minh đà suy nghĩ một lát rồi nói với hạ thiên đối với lão thái bà cổ địa thật ra tin tức chính xác mà chúng ta biết cũng không nhiều bà ta dùng rất nhiều tên giả bắt chuyện với tất cả mọi người đến cổ địa năm đó mặc dù hạ thiên có hậu cung khổng lồ nhưng cũng không có tinh lực câu thông với nhiều người như thế, không khỏi khen một câu, lão thái bà này đúng là có chút lợi hại. Đây là chuyện rất đáng bội phục sao? Trương Minh đã tức giận nói, người đến cổ địa lúc đó trước sau cộng lại khoảng trăm người. Người suy nghĩ đi, ai có thể phân biệt được người nào là thật, người nào là giả? Đại sư phụ, điều này nói rõ bản lãnh năm đó của ông vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hạ thiên nhếch miệng, gương mặt toàn là sự khinh thường, nếu là ta một chút là có thể nhìn ra thật giả trương minh đà trừng hạ thiên một cái câm miệng cho ta tuy nhiên thật giả không quan trọng hạ thiên khoát tay hỏi vào trọng điểm bà ấy rất xinh đẹp sao lữ nhân trấn an được ôn nhu nghe hạ thiên hỏi không khỏi mỉm cười nghiêm chỉnh mà nói chúng ta cũng không biết bà ta có xinh đẹp hay không bởi vì diện mạo của bà ta trong trí nhớ của chúng ta đều là bà ta tận lực để chúng ta nhìn thấy nói thẳng đi, cần chi phải giấu giếm. Trương Minh Đà nói tiếp, nói trắng ra, trên người bà ta tản ra một cỗ mị hoặc tự nhiên, hoặc cũng có thể là do tác dụng của cổ trùng, có thể tạo thành một hình ảnh mỹ nhân trong mộng hoàn mỹ nhất trong đầu người khác. Hạ Thiên cười hỏi, thế về sau thì sao? Đại sư phụ, tam sư phụ, hai người có? Tuyệt đối không có, Trương Minh Đà và Lữ Nhân không đợi Hạ Thiên nói xong, quả quyết phủ nhận. Ta còn chưa hỏi là gì mà." Hạ Thiên Nhiên ngẫm nói, hai người kích động làm gì? Trương Minh Đà và Lữ Nhân âm thầm đổ mồ hôi lạnh. "Đừng kích động như vậy, bây giờ hai người cũng đã có gia đình riêng của mình. Mấy chuyện này không thể để lộ ra ngoài, có cũng phải nói không có, mặc dù trên thực tế đúng là không có." Có thể nói như vậy, mặc dù lão thái bà kia mê hoặc rất nhiều người. Trương Minh Đà nói tiếp, nhưng chân chính tiếp xúc ra thịt với bà ta cũng chỉ có lão nhị. Nhị sư phụ mạnh như vậy sao? Nhưng diện mạo của ông ấy đúng là phong nhã, luận giá trị nhan sắc, đại khái cũng là người tương đương với ta. Hạ Thiên Thuận miệng nói, hai người đúng là cùi bắp. Trương Minh Đà và Lữ Nhân đều khó chịu, hắn ta mà đẹp trai cái rắm. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta mới thật sự là người đẹp trai, ném xa người tám con phố vẫn còn được bớt làm bộ đi hạ thiên nói khi ta còn bé không phải các người còn trẻ sao nhìn như thế nào cũng không thấy đẹp trai trương minh đà không khách sáo mắng một câu đó là do ánh mắt của ngươi có vấn đề chúng ta tranh với người cái này làm gì vẫn nên nói tiếp chuyện cũ đi lữ nhân rất nhanh bình tĩnh lại tên tiểu tử thúi này có một năng lực vô duyên vô cớ khiến người ta phải khó chịu không nhìn thì tốt hơn lông mày trương minh đà cao thành một cục hiển nhiên chuyện năm đó vẫn còn chưa tiêu tan trong lòng ông khi đến cổ địa con người ta sẽ dễ dàng rơi vào một trạng thái cổ quái bất luận tâm trí hay cơ thể thỉnh thoảng sẽ mất đi khống chế lúc đó ta còn tưởng rằng mình bị trúng cổ về sau phát hiện thì ra không phải nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bây giờ ta còn chưa biết rõ ràng cho nên sau này ta không đến cái nơi quỷ quái đó nữa đúng nhất là nguyệt phương nguyên Lữ Nhân nói tiếp, nơi đó là một sơn cốc, chính giữa có một cái hồ. Ta đã lặn xuống mấy lần nhưng hoàn toàn không chạm được đến đáy. Đứng bên cạnh hồ, ta có thể cảm nhận được thân tâm, vận mệnh, thậm chí thiên địa pháp tắc của mình bị người ta khống chế, cực kỳ không thoải mái. Ô, lúc này, Hạ Thiên mới thật sự cảm thấy hứng thú, tại sao trạng thái này lại giống với cảm giác bị nhốt vào bên trong một loại pháp tắc nào đó nhỉ? Trương Minh đà suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, pháp tắc là cái gì thì cũng chỉ nghe nói qua chứ chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, cho nên không cách nào so sánh. Nếu ngươi đến cổ địa, tốt nhất nên thay chúng ta giải đáp nghi hoặc này. Lão Thái bà kia câu dẫn một lần nhiều người như thế, rốt cuộc bà ta muốn làm gì? Hạ Thiên nhớ lại chủ đề trước đó, chẳng lẽ bà ta muốn thải dương bổ âm? Trương Minh đã im lặng một lát, thở dài rồi nói tiếp, nói tóm lại, bà ta cũng chỉ tiến hành giao lưu thân mật với lão nhị, với người khác thì ngay cả tay cũng chưa từng nắm qua. Hạ thiên nhịn không được cảm khái một câu, lốp xe dự phòng các người thật đáng thương. Cái gì mà lốp xe dự phòng? Người mới là lốp xe dự phòng đấy. Trương Minh đã bị lời nói của Hạ Thiên làm cho tức giật, chẳng qua y thuật của ta lúc đó không tin, bị bà ta mê hoặc mà thôi. Một, ta không có thích bà ta. Hai, ta không có thay bà ta làm bất cứ chuyện gì cả, lấy đâu ra chuyện lốp xe dự phòng. Hạ Thiên bật cười, cái gì cũng không nói. Trương Minh Đà lại càng tức giận hơn nhưng cũng lười dây dưa ở phương diện này. Ông nói, theo ta phỏng đoán, lúc đó nữ nhân kia rất có khả năng đang tìm một người đặc biệt, mà trong số chúng ta, cũng chỉ có trên người lão nhị mới có thứ mà bà ta muốn, cho nên bà ta mới chọn chúng hắn ta. Hạ Thiên nói, thế không phải bà ta thật lòng thích nhị sư phụ sao? Trương Minh Đà và Lữ Nhân cùng nhau quát một tiếng, khốn kiếp. Cuộc gặp mặt rất nhanh kết thúc. Mặc dù không đạt được bất kỳ tin tức hữu hiệu nào nhưng cảm xúc khủng hoảng vẫn nhận được sự trấn an cực lớn. Trước đó, Triệu Thanh Thanh bị tập kích, Hạ Thiên quyết định ở lại đế đô hai ngày, tìm cái tên đang núp trong bóng tối ra ngoài rồi nói tiếp. Hạ Thiên đúng là không vội đến cổ địa dù sao cũng còn kỳ hạn nửa tháng từ từ đến đó rồi nói sau huống chi a cửu đã dùng điện thoại y tiểu âm gửi một tin nhắn về cho hắn cố ý bảo hắn tạm thời đừng đến đó về phần lúc nào đi thì chờ nàng gửi tin nhắn tiếp theo hạ thiên muốn gọi điện thoại cho y tiểu âm đáng tiếc gọi mà không ai nghe nhưng hắn tin rằng tin nhắn kia nhất định là y tiểu âm hoặc a cửu gửi nếu các nàng không muốn phối hợp ngoại trừ hắn ra không ai có thể ép buộc được các nàng. Sư phụ, đã bắt được nữ nhân kia, người có muốn gặp không? Triệu Thanh Thanh rất nhanh quay về, nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên ngáp một cái, nhìn chắc cũng chẳng đẹp mắt, chỉ bằng ngủ một giấc rồi tính. Không thể không nói, ngày hôm nay Hạ Thiên đích thật rất bận, gần như không hề nghỉ ngơi qua. Hắn vừa mới rời khỏi Tiểu Tiên Giới đã vội vàng chạy đến Giang Hải, giải quyết tên nam tử tóc xanh, sau đó phát hiện tung tích của nhị sư phụ ngải luân tiếp theo hắn chạy đến trung nam sơn cứu đại sư phụ trương minh đà lại rồi chạy đến kinh thành cứu tam sư phụ lữ nhân sư phụ người có muốn về chỗ của ta nghỉ ngơi không sắc mặt triệu thanh thanh ửng đỏ cười nhẹ hỏi hay người có sắp xếp khác hạ thiên nhìn trương minh đà và lữ nhân nơi này nhất định không tiện rồi đến chỗ của ngươi đi được triệu thanh thanh nhảy cẫng trong lòng vội vàng gật đầu hạ thiên ôm lấy eo triệu thanh thanh nói với trương minh đà và lữ nhân đại sư phụ tam sư phụ nơi này đã không còn nguy hiểm hai người cứ tùy ý ta và đồ đệ ngoan của ta đi ngủ đây nói xong nhanh như chấp đã không thấy người đâu trương minh đà mở to mắt một lát sau mới mắng to bại hoại tại sao ngươi lại nhận loại đồ đệ này chứ tuổi trẻ đúng là tốt lữ nhân hâm mộ nói một câu đột nhiên ông cảm giác có một luồng sát khí sau lưng vội quay đầu nhìn lại phát hiện ôn nhu đang cười như không cười nhìn ông mặc dù tính cách của ôn nhu không mạnh mẽ nhưng vẫn rất rẻ chừng nam nhân của mình bà mỉm cười nói thật ra chàng vẫn còn chưa già mà tính cách vẫn còn rất trẻ đấy vợ hiểu lầm rồi lữ nhân giật mình vội vàng lắc đầu khoát tay ý của ta không phải như vậy đến đây đi ta có chuyện muốn nói với chàng ôn nhu cũng không nói gì thêm tiến lên nắm chặt tay lữ nhân kéo ra khỏi thư phòng lữ nhân đành phải ném cho trương minh đà một ánh mắt cầu cứu đáng tiếc trương minh đà không có đáp lại trương minh đà nhìn lữ nhân bị vợ kéo đi nhất thời phát hiện ông đúng là cô độc sớm biết như thế ông sẽ mang vợ đến luôn tuổi đã cao rồi mà còn bị người ta cho ăn cơm chó triệu ra hạ thiên vừa đến không bao lâu triệu hiểu trác đã cùng với viên thế hoàng chạy đến hai người các ngươi muốn làm gì hạ thiên nhướng mày có chút mất hứng nhìn hai người kia bây giờ ta không rảnh để ý các ngươi triệu hiểu trác nghiêm túc nói nhưng chúng ta tìm ngươi có việc gấp có chuyện gì gấp thì gác sang một bên bây giờ ta muốn đi ngủ với đồ đệ của ta hạ thiên không thèm quan tâm kéo triệu thanh thanh vào phòng nhốt triệu hiểu trác và viên thế hoàng ngoài cửa triệu hiểu trác và viên thế hoàng nhìn nhau đồng thời thở dài ngày mai lại đến vậy lời nói này rất đúng một trận đại chiến lâm ly xác thực đã đánh đến dạng sáng hôm sau cái gọi là ngủ hoàn toàn không tồn tại trong khoảng thời gian đó triệu thanh thanh và hạ thiên không ăn bất cứ thứ gì tuy nhiên bọn họ đều là tu tiên giả cho dù nhịn đói một hai năm cũng không thành vấn đề chỉ là không cần thiết phải như vậy dù sao ăn cũng là một sự hưởng thụ, nếu bỏ qua, đúng là lãng phí miệng và dạ dày mà ông trời đã ban cho. Sáng hôm sau, Triệu Hiểu Trác và Tần Tiểu Lạc dùng bữa ăn sáng theo kiểu Tây. Ăn chưa được mấy miếng, bọn họ nhìn thấy Triệu Thanh Thanh mặt hướng lên trời đi ngang qua. Mặc dù tóc tai lộn xộn, nhưng cả người thần thanh khí sảng giống như nụ hoa đã uống no nước, chẳng những kiểu diễm ướt át, hơn nữa còn khôi phục thần thái thiếu nữ. Nhìn cái gì, Ngươi có tin ta đâm nát con mắt của ngươi hay không? Triệu Thanh Thanh phát hiện, sau khi bước vào, ánh mắt Triệu Hiểu Chắc cứ chăm chăm nhìn nàng, không khỏi tức giận. Triệu Hiểu Chắc lắc đầu, không nhìn cái gì cả, chỉ thấy thế giới này con mẹ nó thật kỳ diệu mà thôi. Không biết nói chuyện thì câm miệng lại, Triệu Thanh Thanh cũng gọi một phần tương tự, đồng thời dặn nhà bếp chuẩn bị thêm ít thức ăn, một lát nữa đưa vào phòng của nàng. Hạ Thiên đâu, tại sao hắn còn chưa ra? Triệu Hiểu chắc hỏi. Triệu Thanh Thanh đáp, người nói sư phụ à, vẫn còn đang ngủ. Ngủ thật hay ngủ giả vậy? Triệu Hiểu chắc nhìn điện thoại di động, người đang ở đây, hắn ngủ với ai? Tại sao bây giờ hắn vẫn còn ngủ? Triệu Thanh Thanh chừng mắt nhìn Triệu Hiểu chắc, sư phụ nói hắn gặp bình cảnh, cho nên dự định ngủ một giấc. Sau khi hắn tỉnh, hắn nhất định sẽ rất đói. Thức ăn trong nhà bếp không đủ cho hắn ăn đâu, người cho người đi mua thêm đi, Triệu Hiểu chắc không khỏi mở to mắt, đây là lương thực nửa tháng của cả nhà ta, như thế vẫn còn chưa đủ ăn. Hắn là thùng cơm sao? Người muốn ăn đòn đúng không? Triệu Thanh Thanh không thích nghe người khác mắng Hạ Thiên, cho dù là nói đùa cũng không được. Tần Tiểu Lạc cười khẽ, việc này đơn giản thôi mà, lát nữa ta sẽ dặn người bên dưới. Thanh Thanh, tối qua hai người cũng hơi quá rồi, âm thanh nào ta cũng nghe được hết. Triệu Thanh Thanh sửng sốt, hiệu quả cách âm trong nhà không phải rất tốt sao? Cho dù cách âm có tốt, cũng không chịu được các người hành hạ như thế. Triệu Hiểu chắc có chút hối hận, nói với Triệu Thanh Thanh, không thì hai người dọn ra ngoài ở đi, tìm một căn phòng riêng tư mà ở. Triệu Thanh Thanh cao mày, người có ý gì chứ? Chẳng có ý gì cả. Triệu Hiểu chắc bất đắc dĩ, không khỏi trách các người hành hạ như thế, ta và Tiểu Lạc làm sao chịu được nhưng ta không phải hạ thiên, nam nhân trung niên bình thường đều hữu tâm vô lực, người không phải không biết. Thì ra ngươi không ổn, triệu thanh thanh vừa ăn bò bít tết vừa nói, có cần ta nói với sư phụ, để hắn châm cho ngươi một châm không? Triệu hiểu chắc có cảm giác tim như bị đâm một đao, lắc đầu nói, được rồi, ta không háo sắc như hắn, đủ là được. Đủ sao, triệu thanh thanh quay sang nhìn tần tiểu lạc. Ra mặt tần tiểu lạc mỏng, không chịu nổi chủ đề này lập tức thu dọn bàn ăn ta ăn xong rồi ta đi làm đây nói đi có chuyện gì chờ tần tiểu lạc đi rồi triệu thanh thanh thu lại nụ cười triệu hiểu chắc không thể không bội phục hạ thiên loại nha đầu ngốc như triệu thanh thanh cũng có thể biến thành nhân tinh vẫn là chuyện đệ nhất công tử lần trước hạ thiên đã đồng ý để chúng ta dẫn người đến cho hắn xem kết quả hắn quay người đã đi giang hải cả mấy ngày cũng không thấy tin tức nếu cứ kéo dài như vậy, chúng ta sẽ không chơi được nữa. Triệu Thanh Thanh có chút không hiểu, cho dù không có sư phụ, việc này các ngươi hẳn cũng đã nắm chắc tám thành rồi mà. Trước đó thì có, nhưng mấy ngày nay, hướng gió đã thay đổi. Triệu Hiểu chắc có chút lo lắng, thủ đoạn của viên nhất phương đúng là kinh người, lôi kéo không ít gia tộc lâu đời. Lần trước đối mặt với Tống Ngọc Khanh ở Tiểu Trì Các, Tiểu Khanh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta, thiếu chút nữa bị nghiền ép. Tiểu trì các, cái tên nghe rất tươi mát, nhưng nó lại là một nơi giới thượng lưu đế đô dùng để giải quyết phân tranh. Tuy nhiên, nơi này chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Triệu thanh thanh cao mày, cảm thấy kỳ quái, viên nhất phương này đúng là không ổn. Sao lại chỉ có không ổn? Triệu hiểu chắc cảm khái nói, thực lực của hắn ta tiến triển rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự không ai có thể đè ép được hắn ta ngươi và viên thế hoàng cũng ép không được sao triệu hiểu trác khẽ thở dài bối phận của hắn ta nằm trên ta và thế hoàng trừ phi anh ta ra tay nhưng anh ấy đã thoát khỏi cái vòng này không thể tùy tiện dính vào biết rồi ta sẽ nói việc này cho sư phụ biết triệu thanh thanh gật đầu tâm lý nắm chắc đúng rồi hôm trước chuyện ngươi bị tập kích ngươi có điều tra được gì không triệu hiểu trác hỏi sang chuyện khác triệu thanh thanh cao mày không có là tập kích tự sát, hung thủ tử vong ngay tại chỗ, hơn nữa còn không để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí tên hung thủ này còn là người chết 10 năm trước. Triệu Hiểu chắc đưa ra hoài nghi của mình, người cảm thấy chuyện này có phải Viên Nhất Phương làm hay không? Có khi không phải, Triệu Thanh Thanh suy nghĩ vài giây, do dự lắc đầu tại sao hắn ta muốn tập kích ta, chẳng có lý do gì cả. Nếu bởi vì muốn tranh đoạt vị trí đệ nhất công tử, cũng nên tập kích ngươi và Viên Thế Hoàng vô duyên vô cớ chọc ta, chẳng lẽ hắn ta không sợ thiên đạo tổ trả thù. Triệu hiểu chắc nhất thời nghĩ không thấu mấu chốt bên trong, nhưng vẫn nhắc nhở, người này không thể suy đoán theo lẽ thường, tính cách còn không thể nghĩ thấu bằng hạ thiên. Người mới suy nghĩ không thấu đấy, hạ thiên bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ăn, bất mãn chừng triệu hiểu chắc. Triệu hiểu chắc giật mình, sao người giống quỷ thế, xuất hiện một chút tiếng động cũng không có người đang có thành kiến thì có quỷ không nhất định không có tiếng động hạ thiên nói ngược lại ngươi đấy xấu như quỷ muốn cho điểm ta chỉ có thể chấm điểm ưu đãi cho ngươi mà thôi triệu hiểu trác tức giận nói điểm cái búa cũng không phải là không được hạ thiên nghiêm túc suy nghĩ đầu của ngươi hình tròn dẹp chỉ cần xử lý một chút là biến thành cái búa triệu hiểu trác lúc này bên ngoài triệu da vang lên tiếng giống đinh tai nhức óc triệu hiểu trác triệu hiểu trác ngươi cút ra đây cho ta trong phòng ăn triệu hiểu trác đang một bụng tức nổi giận đùng đùng chuyện gì xảy ra vậy lúc này mà còn có người gây chuyện ngoài cổng bảo an gác cổng chết hết rồi sao mau đuổi người đi cho ta quản gia triệu phủ ngượng nghịu vội vàng bước đến hồi gia chủ người kia là viên nhất phương hắn ta muốn gặp ngài gác cổng cản lại cho nên mới ẩm ý như vậy bảo hắn ta cút đi, tâm trạng triệu hiểu chắc đúng là hỏng bét. Vừa dứt lời, chỉ nghe bành một tiếng, vách tường phòng ăn bị đánh thành một lỗ thủng. Một nam tử trung niên vóc người khôi ngô, gương mặt thô kệch bước vào. Người này bước đến bàn ăn, đoạt lấy miếng bò bít tết trước mặt hạ thiên, bỏ thẳng vào miệng. Cha, đang ăn sáng à, vừa lúc ta còn chưa ăn sáng. Bành, nam tử khôi ngô còn chưa kịp nhét miếng thịt bò vào miệng, cả người đã bay lên không, bay qua cái lỗ mà hắn ra đã phá ra. Miếng bò bít tết cũng rơi xuống mặt đất. Mới sáng sớm, cần chi phải tức giận lớn đến như vậy. Chưa đến một giây, nam tử khôi ngô lại xuất hiện từ lỗ rách, nhặt miếng bò bít tết từ dưới đất lên, không chút kiêng kỵ nhét vào miệng, bò bít tết là đồ ngon, khi ta còn ở tù, một năm cũng không ăn được mấy lần. Triệu hiểu chắc cao mày, lạnh giọng nói, viên nhất phương, người tự tiện xông vào nhà của ta, đụng hư vách tường của ta, người muốn khiêu khích triệu ra sao. Nam tử khôi ngô cúi đầu nhai miếng thịt bò, lời gì cũng không nói. Lúc này, một người đàn ông trắng trẻo mập mạp bước qua lỗ thủng, cười ha hả nói, triệu ra mở cánh cửa nhỏ ở đây, đúng là độc đáo. Hôm nay ta đặc biệt đến đây, triệu gia chủ đừng nói không tiếp đấy nhé. Là ngươi, triệu hiểu chắc nhìn thấy người đàn ông trắng trẻo mập mạp, tâm trạng lại càng khó chịu lão phi hà người đúng là can đảm thật dám đến chịu ra ta gây sự này người sửa lời một chút đi ta tên viên phi hiệp không phải lão phi hà hơn nữa luận bối phận người nên gọi ta một tiếng viên ra ra người đàn ông trắng trẻo mập mạp vẫn tươi cười như cũ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự lạnh lẽo ta và con trai của ta đến tìm ngươi thương lượng đại sự đáng tiếc người đóng cửa không gặp chúng ta đành phải dùng phương thức này thôi triệu hiểu chắc thản nhiên nói ta và ngươi cũng chẳng có gì cần nói có việc gì ngươi nói với viên thế hoàng đi không được lòng dạ viên thế hoàng không tốt bây giờ hắn ta là còn là tùy tùng của ngươi nói cũng vô dụng thôi viên phi hiệp nói ta tìm ngươi thật sự có chuyện lớn cần thương lược nhưng gác cổng nhà ngươi một chút cũng không biết sắp xếp ta nghe bên này có giọng nói của ngươi đành phải mạo muội tiến vào từ nơi này. Triệu Hiểu chắc lạnh lùng nhìn viên phi hiệp, nói thẳng đi, người muốn làm gì? Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, viên phi hiệp nhìn tình huống chung quanh, đương nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, hơn nữa còn có người ngoài ở đây. Triệu Hiểu chắc lạnh giọng nói, người mới là người ngoài đấy. Sắc mặt viên phi hiệp lạnh lại, cười như không cười, nhất phương, mau chào hỏi bọn họ đi. Vừa rồi là ngươi đá ta." Nam tử khôi ngô rốt cuộc đã ăn xong bò bít tết, quay sang nhìn Hạ Thiên, "Ta tên Viên Nhất Phương, Viên trong gia viên, Nhất Phương trong độc bá Nhất Phương. Ngươi xưng hô như thế nào?" Hạ Thiên lười biếng đáp lại, "Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ." Hạ Thiên, Viên Phi Hiệp nghe xong, hai mắt hơi mở to, nhìn Hạ Thiên từ trên xuống dưới, "Ngươi chính là Hạ Thiên, sát thần trong truyền thuyết?" chỗ dựa cho các gia tộc như triệu gia tống gia hạ thiên nhếch miệng con lợn béo ngu ngốc người từ đâu chui ra vậy ngươi nói cái gì viên phi hiệp tức giận gầm lên nhất phương mau dạy cho hắn một bài học viên nhất phương bóp bóp nắm tay khớp xương kêu lên răng rác ta muốn làm đệ nhất công tử nhưng triệu gia và viên gia lại không đồng ý nếu ngươi là chỗ sửa của bọn họ ta chỉ cần xử lý ngươi vạn sự sẽ thuận lợi cái gì là đệ nhất công tử đệ nhị công chúa, người thích làm thì làm đi. Hạ thiên hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, tâm trạng hơi khó chịu, nhưng người quấy giày ta ăn cơm, người chính là không đúng. Bây giờ hai người các người dập đầu liên tiếp một trăm cái, sau đó biến ra ngoài còn kịp. Viên nhất phương trừng mắt, khinh thường nhìn hạ thiên, người rất kiên cường, cũng không biết người có tiền vốn để kiên cường hay không. Không phải vừa rồi ngươi đã thử rồi sao? triệu thanh thanh trả lời thay hạ thiên triệu tổ trưởng thiên đạo tổ thật sự thất kính quá viên phi hiệp liếc mắt nhìn triệu thanh thanh hơi châm chọc đế đô triệu gia chẳng lẽ không còn ai nữa thế mà lại để một nữ nhân như ngươi làm tổ trưởng đúng là buồn cười triệu hiểu chắc khó chịu đáp lễ có người hay không có người chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi tóm lại các ngươi mau xin lỗi ta đi sau đó biến ra ngoài triệu gia không chào đón các ngươi không được, viên nhất phương chỉ vào triệu hiểu chắc, viên mỗ hôm nay đến đây chính là muốn ngươi hứa một chuyện. Nếu ngươi không đồng ý, hôm nay chính là ngày cuối cùng triệu gia còn lưu lại trái đất. Viên phi hiệp nói theo, các ngươi đừng tưởng rằng nhất phương đang nói đùa. Bản lãnh của nó còn mạnh hơn nhạc chi phong năm đó gấp không chỉ trăm lần. Mấy người các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của nó. Triệu Thanh Thanh bật cười, người khẳng định, Viên Phi hiệp khinh thường nhìn Triệu Thanh Thanh, không tin, ngươi có thể thử một chút, nhưng đừng chờ đến lúc chết mới hối hận. Lúc đó cũng không còn kịp nữa rồi. Các ngươi mới đang tìm cái chết đấy. Triệu Thanh Thanh buông dao nĩa trong tay xuống, dùng khăn ăn lau miệng, sau đó nói với Hạ Thiên, sư phụ, để ta đuổi hai tên ngu ngốc này đi. Hạ Thiên gật đầu, không thèm để ý. Triệu Thanh Thanh nói với Viên Phi hiệp và Viên Nhất Phương, ta nói một lần cuối dập đầu xin lỗi, sau đó biến ra ngoài. Ta có thể không truy cứu, bằng không, đừng trách triệu gia không khách sáo. Viên Nhất Phương cũng không cảm thấy cách làm của mình có vấn đề gì, kiêu ngạo nói, người khác sẽ nhường triệu ra các ngươi, nhưng ta thì không. Ta ở trong nhà giam hơn 20 năm, khổ luyện một thân bản lãnh, đang lo không có chỗ sử dụng đây. Triệu ra các ngươi là khối đá mài dao tốt, làm đệ nhất gia tộc lâu như vậy, cũng đã đến lúc thoái vị rồi triệu hiểu trác lạnh lùng nói cho dù muốn thoái vị cũng không để cho các ngươi bởi vì các ngươi không xứng viên nhất phương vô cùng cuồng ngạo mặc kệ xứng hay không vị trí đệ nhất công tử vẫn thuộc về ta viên phi hiệp nói theo vị trí đệ nhất gia tộc cũng thuộc viên gia kinh bắc chúng ta viên gia chưa đến phiên ngươi làm chủ triệu thanh thanh cảm thấy có chút buồn cười tên bao cỏ viên thế hoàng không xứng làm gia chủ Viên phi hiệp hừ lạnh một tiếng, chờ con trai nhất phương của ta trở thành đệ nhất công tử, vị trí gia chủ viên gia dĩ nhiên thuộc về ta. Triệu Thanh Thanh không biết đánh giá hai người kia như thế nào. Một người cuồng ngạo vô tri, một người không biết mùi vị, nhịn không được liền nói, một phế vật đã quá đát, một tên ngớ ngẩn không có đầu óc, các người nghĩ hay quá nhỉ. Sắc mặt viên nhất phương lạnh lại, ánh mắt lóe lên sát cơn nồng đậm, con mẹ nó người nói cái gì, có ngon lặp lại lần nữa đi. Nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Triệu Thanh Thanh khinh thường chừng mắt nhìn viên nhất phương, 20 năm trước, người đã thất bại. Bây giờ người cũng là người sắp 50, còn cùng người khác cạnh tranh cái gì là đệ nhất công tử, người không cảm thấy xấu hổ sao. Sau đó, nàng quay sang nói với viên phi hiệp, còn người nữa, một nửa cơ thể sắp xuống mồ, không chịu lo an hưởng tuổi già, người nhất định phải vội vàng xuống mồ như vậy sao tốt rất tốt viên phi hiệp chỉ tay vào triệu thanh thanh xem ra tổ trưởng thiên đạo tổ muốn đổi người rồi hạ thiên lười biếng thiên đạo tổ đổi người hay không không đến phiên ngươi nói chỉ có ta nói ta cảm thấy thanh thanh nha đầu làm rất tốt không cần đổi mẹ nó ngươi là cái thứ gì chứ viên phi hiệp lệnh giọng quát nhất phương ngươi làm thịt tên tiểu tử này trước cho ta viên nhất phương lập tức nắm chặt nắm đấm dùng tốc độ cực nhanh đánh vào bụng Hạ Thiên. Một quyền này nhanh như bôn lôi, mạnh như núi lở. Cho dù trước đó đã dự cảm được, nhưng muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trọi cứng. Bành! Hạ Thiên giống như bị một cây búa nặng vạn cân đánh trúng, cả người bay lên, phá vỡ trần nhà, sau đó biến mất. Chật chật, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại chứ? Một chút cũng không có. Viên Nhất Phương đưa mắt nhìn lỗ thủng, khinh thường lắc đầu, đúng là phế vật. Người nói không sai, ta đích thật là phế vật, hạ thiên gật đầu tán đồng. Viên nhất phương cười hắc hắc, nhưng rồi cảm thấy không ổn, chỉ vào hạ thiên, tại sao ngươi còn ở đây? Hạ thiên nghiêm túc đáp lại, ta vẫn luôn ở đây mà. Không thể nào, viên nhất phương không khỏi hét to, vừa rồi, người rõ ràng bị trúng một quyền của ta, người cũng đã bị ta đánh bay rồi mà. Triệu thanh thanh mỉm cười, người đúng là đánh bay một người nhưng nhất định không phải sư phụ ta người có thể đoán được là ai không viên nhất phương ngẩn người sau đó nhìn xung quanh nhà ăn có triệu thanh thanh có hạ thiên còn có triệu hiểu trác vậy người bị đánh bay là ai trong lúc hắn ta đang khó hiểu người bị đánh bay nặng nề rơi xuống nhưng xương cốt toàn thân gần như bị đánh nát miệng phun máu tươi hơn phân nửa không sống nổi cha Viên Nhất Phương mở to đến rách cả mí mắt, sát cơ trong lòng tăng vọt, các ngươi giết cha của ta. Này, đừng đổ tội lung tung thế, cha ngươi chính là do ngươi giết. Triệu Hiểu chắc một lần nữa cải chính, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy ông ta trúng quả đấm của ngươi. Đánh giám, nộ khí viên nhất phương trùng thiên, gương mặt biến thành màu gan heo, quát lên, làm sao có chuyện ta đánh cha ta chứ? Nhất định các ngươi đã dùng mánh khóe hèn hạ, hôm nay, một người các ngươi cũng đừng hòng đi nhất định phải chôn cùng cha ta ngươi đúng là đứa con bất hiếu triệu thanh thanh không khỏi châm chọc bây giờ ngươi nên gọi một chiếc xe cứu thương nói không chừng ngươi còn cứu được cha của ngươi nếu còn ở đây lắm chuyện nữa cha của ngươi sẽ chết thật đấy viên nhất phương quát lạnh bớt làm bộ đi ta biết rõ nắm đấm của mình mạnh bao nhiêu bất luận kẻ nào chịu một quyền của ta tuyệt đối không sống nổi các người đều là cử nhân giết cha hôm nay tất cả đều phải chết ai cũng chạy không thoát triệu thanh thanh bó tay đúng là tên điên ta đã nói từ trước rồi đầu óc người này có vấn đề triệu hiểu chắc gật đầu sau đó nói với hạ thiên hạ thiên tên điên này để ngươi đối phó ta chỉ là người bình thường nếu như bị đánh chết vậy thì thảm rồi hạ thiên hờ hững đáp lại chết cũng chẳng có việc gì ta có thể cứu sống người bất cứ lúc nào Lúc này, nắm đấm viên nhất phương vừa lúc đấm đến mặt Triệu Hiểu Trác. Triệu Hiểu Trác im lặng, con mẹ ngươi. Bành! Triệu Hiểu Trác bị đánh bay ra ngoài, phá vỡ bảy tám cây cột mới khó khăn dừng lại, không rõ sống chết. Còn hai người các ngươi. Một quyền vừa rồi của viên nhất phương gần như dùng bảy thành sức mạnh nhưng chẳng những không phát tiết được thù hận trong lòng, ngược lại còn càng thêm ngang ngược. Người tưởng mình là vô địch thiên hạ à? triệu thanh thanh quay sang nhìn triệu hiểu trác hơi nổi giận hai ba bước đã đến trước mặt viên nhất phương một cú đá ngang quét đến đến hay lắm viên nhất phương vô cùng bình thản chiến ý càng nhiều dùng tay bắt lấy chân triệu thanh thanh quét đến bỗng nhiên dùng lực trong nháy mắt bóp xương đùi thành bã vụn a à, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên a à, nghe được tiếng kêu thảm thiết viên nhất phương bỗng nhiên giật mình tỉnh lại cúi đầu nhìn xuống cái chân mà hắn ta đang nắm chính là của cha hắn ta. Cha, tại sao lại là ngươi? Lúc này, Viên Phi Hiệp đã chậm rãi tỉnh lại, đang định gọi xe cứu thương, kết quả điện thoại còn chưa móc ra được, đã bị con trai của mình nắm lấy mắt cá chân, sau đó trong nháy mắt bóp nát xương đùi. Ngươi, Viên Phi Hiệp há to miệng định nói cái gì đó, kết quả lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Cha, Viên Nhất Phương mở to mắt tê tâm liệt phế gào lên, cha thế nào rồi? Cha không thể chết được. Cách đó không xa, triệu hiểu chắc khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mặt, rốt cuộc hắn ta đang làm cái gì vậy? Vừa nãy, viên nhất phương giống như nổi điên, đánh cha mình gần chết. Bây giờ hắn ta còn bóp nát xương đùi của cha mình. Phát rồ đến như vậy, triệu hiểu chắc chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Triệu thanh thanh dùng mình một cái, nói với Hạ Thiên, sư phụ, có phải đầu óc của hắn ta có vấn đề hay không? Sao chỉ là đầu óc có vấn đề? Hạ thiên mỉm cười nói, toàn thân cao thấp trên người hắn ta đều có vấn đề. Viên nhất phương vọt đến trước mặt hạ thiên, giận dữ hét lên, là ngươi, ngươi dở trò quỷ đúng không? Liên quan gì đến ta? Hạ thiên nghiêm túc nói, ta vẫn luôn ngồi ở đây, động cũng không động qua. Nhất định là một trong ba người các ngươi. Viên Nhất Phương chừng mắt nhìn Triệu Thanh Thanh và Triệu Hiểu Trác, rồi quay sang nhìn Hạ Thiên, ta đã sớm nghe nói người biết y thuật, hơn nữa châm pháp còn đặc biệt quỷ dị. Ngoại trừ ngươi thì không còn ai khác. Hạ Thiên nói, vậy ngươi cảm thấy ta dùng kim châm ngươi từ lúc nào? Cái này, Viên Nhất Phương ngẩn ra, hắn ta vô cùng tự tin với bản lãnh của mình, tuyệt đối không có người nào dưới tình huống hắn ta không hề phát giác mà châm hắn ta một châm. Tuy nhiên, nếu không phải Hạ Thiên dở cho quỷ, tình huống là như thế nào? Không thể nào hắn ta nổi điên đánh cha mình thành như vậy. Ta thấy ngươi nên đưa cha ngươi đến bệnh viện đi, nếu muộn, cha ngươi sẽ chết đấy. Triệu hiểu chắc có lòng tốt nhắc nhở, bây giờ đưa đến đó, nói không chừng còn có chút hy vọng sống. Hừ, mặc dù trong lòng viên nhất phương cảm thấy khó chịu nhưng cũng cảm thấy trước mắt không phải là lúc để so đo. 20 năm trước, hắn ta bị người ta bắt vào nhà giam, trong nhà vẫn do một tay cha hắn ta trèo trống. Sau khi hắn ta được thả, mơ ước duy nhất chính là có thể trở thành đệ nhất công tử, trọng trấn nhất mạch viên gia, để cha của hắn ta có thể nở mày nở mặt lúc tuổi già. Ai biết, kết quả lại như vậy. Nhất định là các ngươi dở trò quỷ, việc này không xong đâu, các ngươi chờ đó. Viên nhất phương ôm lấy cha của mình, nghiến răng mà mắng. Triệu hiểu chắc cười nói, này, ngươi nhớ cho người mang tiền bồi thường tu sửa tường đến nhé. Lãnh ý hiện lên trong mắt viên nhất phương, khoản nợ này, ta từ từ tính toán với các ngươi. Vốn ta muốn cho các ngươi một cơ hội, bây giờ xem ra, đúng là dư thừa. Trong vòng ba ngày, chắc chắn triệu gia sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, giống như năm đó lý gia bị các ngươi san bằng vậy. Nói xong, viên nhất phương bước ra ngoài. Ta không nói ngươi có thể đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, người dập đầu 300 cái rồi hãy nói. Triệu Hiểu chắc nhướng mày, nhìn Hạ Thiên, thấp giọng hỏi, không phải 100 cái sao? Người quan tâm làm gì? Hạ Thiên khó chịu chừng mắt nhìn Triệu Hiểu chắc, nếu người thấy nhiều, người dập thay hắn ta đi. Ta không có bị bệnh, Triệu Hiểu chắc nói. Viên Nhất Phương trợn tròn mắt, nói với Hạ Thiên, người đừng có khinh người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Tên ngu ngốc người đánh lén thanh thanh nhà đầu, người đừng tưởng rằng ta không nhìn ra. Hạ thiên khinh thường nhếch miệng, ta bảo ngươi dập đầu 300 cái đã là tiện nghi cho ngươi rồi. Viên nhất phương sửng sốt, thề thốt phủ nhận, tội lỗi gì cũng đổ hết lên đầu ta, cách làm người của các ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy. Ban đầu, triệu thanh thanh cũng hoài nghi viên nhất phương, bây giờ nghe hạ thiên nói, nàng lại càng thêm xác định, dám làm mà không dám nhận, cách làm người của ngươi cũng không có gì đặc biệt đừng sỉ nhục nhân cách của ta. Viên nhất phương phẫn nộ quát, viên nhất phương ta, nếu quả thật dám làm mà không dám chịu, nào có chuyện ta ngồi tù, còn ngồi những 20 năm. Hắn ta nói cũng đúng, nếu sự việc năm đó viên nhất phương chết cũng không nhận, đúng là không có người nào bắt được hắn ta, nhưng hắn ta đã nhận, hơn nữa còn ngồi 20 năm trong tù. Điều này nói rõ người nhát gan sợ chết, chẳng có liên quan gì đến việc dám làm dám chịu. Hạ Thiên vô tình vạch trần. Viên Nhất Phương giống như nghe được một câu chuyện cười, ngửa mặt lên trời cười to, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ta nghe người ta nói ta sợ chết. Người chọc cười ra ra ta mà. Sợ chết cũng là chuyện bình thường mà. Triệu hiểu chắc ngược lại hiểu ý của Hạ Thiên, nếu ngươi không sợ chết, người đã chết từ 20 năm trước rồi. Ta sợ chết, ta sẽ sợ chết sao? Viên Nhất Phương không tán đồng câu nói này, cảm thấy mình bị sỉ nhục rất lớn, ta và cha ta có ý tốt đến tìm triệu ra các người bản việc, nhưng đầu tiên triệu ra các người từ chối cha con ta ngoài cửa, về sau còn lập mưu đánh cha ta trọng thương, bây giờ còn làm nhục ta, đúng là khinh người quá đáng, có thể nhẫn chứ không thể nhục. Triệu thanh thanh lạnh giọng nói, không ai bảo ngươi nhẫn, đều là ngươi tự tìm. Được, hai mắt viên nhất phương đỏ bừng, thở hồn hền, lúc nào cũng có thể bạo phát. Kiều Trác, người sang bên cạnh đi. Triệu Thanh Thanh liếc mắt nhìn Triệu Hiểu Trác. Ở đây, hắn ta không có năng lực bảo vệ mình, trước vẫn nên để hắn ta thối lui đến vị trí an toàn rồi hãy nói. Triệu Hiểu Trác rất thức thời, cũng không dây dưa, lập tức lui ra xa. Bịch bịch bịch, viên nhất phương đột nhiên quyền xuống, dứt khoát dập đầu với Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, cái sau đập mạnh hơn cái trước. Chưa đến 10 cái dập đầu, hắn ta đã phá vỡ mặt đất bên dưới, nhưng hắn ta vẫn không dừng, ngược lại dập đầu càng lúc càng nhanh. tình huống này vượt quá dự liệu của triệu thanh thanh, ngay cả triệu hiểu trác cũng trợn mắt há mồm, chỉ có hạ thiên là nhếch miệng, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, nhưng cũng không nói câu nào. mười mấy phút sau, ba trăm cái dập đầu đã xong. viên nhất phương đứng dậy, đến góc tường ôm lấy cha của mình rồi xoay người rời đi. hắn ta bị triệu hiểu trác như nằm mộng, chuyện gì xảy ra thế? Triệu Thanh Thanh cũng cao chặt mày, không rõ rốt cuộc viên nhất phương có dụng ý gì, chẳng lẽ chỉ đến đây để biểu diễn giết cha ruột rồi thuận tiện dập đầu. Hạ Thiên lười biếng đáp, không có chuyện gì đâu, chỉ là một đám ngu ngốc muốn đối phó ta, sau đó phái đến một tên đầu óc không được bình thường đến làm mấy chuyện ngu xuẩn mới chịu. Một đám ngu ngốc, Triệu Hiểu chắc nghe ra được từ mấu chốt bên trong. Người này nhất định phải trọng điểm quan sát mới được triệu thanh thanh hiện tại đã cẩn thận hơn trước kia rất nhiều không còn tùy tiện nữa nàng gọi một số thành viên thiên đạo tổ đến giám sát viên nhất phương triệu hiểu trác không tán đồng với sự sắp xếp này thực lực viên nhất phương không yếu người phái người giám sát đoán chừng cũng không có hiệu quả gì có hiệu quả hay không người này cũng phải giám sát triệu thanh thanh lạnh nhạt nói triệu hiểu trác không muốn tranh luận khoát tay nói hạ thiên người thấy thế nào chẳng cần thấy bây giờ cứ trực tiếp giải quyết đám ngu mốc đó là được hạ thiên ngáp một cái tốc chiến tốc thắng ta còn phải chừa chút thời gian tiếp tục giao lưu với thanh thanh nha đầu nữa mặt triệu thanh thanh đỏ lên không biết nên nói cái gì cho phải chấm sau khi viên nhất phương ôm cha hắn ta rời khỏi triệu gia thân hình bắn lên nửa tiếng sau hắn ta dừng lại trước một căn nhà trệt ở ngoại ô lão đại ngươi về rồi người bên trong căn nhà nghe được âm thanh lập tức chạy ra mở cửa đây chính là a cát đã từng xuất hiện trước mặt hạ thiên lúc trước nhưng nửa người của hắn ta đã không còn được gắn tay chân giả nhìn rất giống nửa người máy a cát nhìn thấy viên phi hiệp trong lòng viên nhất phương không khỏi giật mình lão thái ra bị gì thế là bị ai đánh để ta đi báo thù cho ông ấy ta đánh viên nhất phương từ trên cao nhìn xuống a cát lạnh lùng đáp Sao, toàn thân A Cát không khỏi cứng đờ, hoàn toàn không biết nói cái gì, đành phải nói sang chuyện khác, vậy bây giờ ta gọi xe cứu thương đưa lão Thái ra đến bệnh viện. Viên Nhất Phương khoát tay, ném cha của hắn ta xuống đất như ném rác, lau vết máu trên người, không cứu nổi đâu, cứ đảo cái hố chôn đại đi. Cái này, A Cát nghe xong mà choáng váng, đây chính là cha ruột lão đại ngươi đấy. Muốn ta nói lần thứ hai sao? Mặt viên nhất phương không chút biểu cảm, Ánh mắt cũng không có ánh sáng của người, lạnh lùng như một con dã thú ăn thịt người sống. A à, cát bị dọa đến mồ hôi lạnh xuất hiện, liên tục gật đầu, nói với tiểu đệ sau lưng, "Mau, mọi người cùng nhau đảo hố sau viện trôn lão thái gia." Viên nhất phương hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến đám người này nữa, cúi người bước vào trong nhà, tiện tay lật một tấm sắt trên mặt đất, chậm rãi đi xuống. Bên dưới là một mật thất, cách mặt đất chừng 100 mét bên trong trưng bày đủ loại dụng cụ, còn có một cái ao tràn ngập chất lỏng màu xanh. Đã có ba người đang chờ. Viên Nhất Phương, ngươi chậm thật đấy, ta còn tưởng ngươi bị người ta đánh chết nữa chứ. Một nam nhân ăn mặc còn diêm rúa hơn cả nữ nhân cười nói. Viên Nhất Phương cũng không thèm để ý đến hắn ta, cởi hết quần áo, bước vào trong cái hồ có chất lỏng màu xanh, chỉ lộ ra cái đầu. Hạ Thiên có ra tay hay không? một nam tử trung niên hói đầu lạnh lùng hỏi viên nhất phương thản nhiên nói không rõ lắm hẳn là có nhưng ta không phát hiện ra được ngay cả ngươi cũng không phát hiện vậy chắc là không có rồi nữ nhân trẻ tuổi gương mặt bình thường còn lại cười nói mặc dù hạ thiên có chỗ hơn người nhưng cũng không lợi hại như người ta đã đồn ta đã thăm dò qua hắn mặc dù bị phát hiện nhưng bọn họ chỉ bắt được một thế thân của ta chút trình độ đó không có gì phải sợ người quá coi thường hạ thiên rồi. Nam tử yêu diếm cười khẽ, rất nhiều cao thủ chết trong tay hắn, ngay cả phó thiên chắc cũng nửa chết nửa sống, núp trong mai rùa không dám ra. Hắn chính là phế vật, nữ nhân trẻ tuổi khịt mũi coi thường. Viên nhất phương ngâm một hồi trong ao, sau đó đứng dậy. Người nói như thế nào? Nam tử trung niên nhìn viên nhất phương. Viên nhất phương lấy ra một cái khăn lau khô cơ thể, tinh quang lóe lên trong mắt, tuy hạ thiên mạnh nhưng ta đã có biện pháp ứng đối. Nếu dựa theo kế hoạch đã định, có thể giết chết hắn. Trong phòng vang lên một giọng nói tràn ngập sự khinh thường, thanh thanh nha đầu, ta đã nói chỉ là một đám ngu ngốc mà. Âm thanh này vừa vang lên, bốn người trong phòng lập tức thay đổi sắc mặt. Nhất là viên nhất phương, vừa rồi hắn ta còn nói muốn giết hạ thiên, kết quả một giây sau đã bị đánh vào mặt điều khiến cho hắn ta cảm thấy kinh khủng chính là hạ thiên đã đi theo hắn ta đến đây nhưng trên đường đi hắn ta hoàn toàn không phát hiện ra điều này không phải nói rõ tu vi của hạ thiên cao gấp đôi hắn ta sao ba người khác trong nháy mắt tan tác như chim muông dùng tốc độ cực nhanh vọt ra ngoài bành một tiếng vang thật lớn triệu thanh thanh ngăn trước cửa cười lạnh muốn chạy đã muộn rồi triệu thanh thanh người rõ ràng đang thẩm vấn bên trong cao ốc thiên đạo tại sao ngươi lại ở đây nữ nhân trẻ tuổi kinh sợ kêu lên triệu thanh thanh đáp ngươi cho rằng mình thông minh có thế thân thì có thể lừa gạt tất cả mọi người cái gì thế thân đó là thuật phân thân nữ nhân trẻ tuổi giải thích triệu thanh thanh hơi khinh thường nói thế thân cũng được phân thân cũng được đã dám trêu chọc chúng ta ngươi cũng nên chuẩn bị đi chết đi mọi người đừng sợ chúng ta có bốn người bọn họ chỉ có hai nam tử trung niên bình tĩnh hơn rất nhanh đã đưa ra quyết định a à phân người tiếp triệu thanh thanh ba người chúng ta đối phó hạ thiên mau chóng giải quyết kéo càng lâu chúng ta lại càng thêm phiền phức hạ thiên cười nói người đỡ hơn ba tên ngốc kia nhưng cũng vẫn ngu ngốc sư phụ tại sao lại nói nhiễu khẩu lệnh như thế triệu thanh thanh cảm thấy có chút buồn cười viên nhất phương lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người chúng ta muốn đối phó chính là ngươi. Trước đó, ta chỉ muốn thăm dò ngươi một chút mà thôi, nhưng ngươi cũng đừng cho rằng ngươi mạnh hơn ta. Không phải cho là, mà ta thật sự mạnh hơn các ngươi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, bởi vì ta là Hạ Thiên, Hạ Thiên đệ nhất thiên hạ. Ba người các ngươi cộng lại nhân với một vạn cũng không phải đối thủ của ta. Khoác lác, đi chết đi, viên nhất phương cũng không cách nào chịu đựng được, nắm chặt nắm đấm đánh tới hạ thiên một quyền này xác thực còn mạnh hơn trước gấp mấy lần thậm chí còn vạch ra từng luồng quyền ảnh màu lam tạo thành một trận mưa to gió lớn oanh kích hạ thiên bành 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 mỗi một quyền của viên nhất phương gần như đều dùng hết toàn lực hơn nữa còn liên tục uy lực quyền sau mạnh hơn quyền trước cuối cùng đánh liên tiếp hơn ngàn lần không chỉ căn phòng ngay cả phạm vi vài dặm cũng không khỏi đung đưa khiến cho không ít người đều tưởng rằng có động đất xảy ra. Cùng tiến lên, nếu không, phiền phức sẽ lớn hơn nữa. Nam tử trung niên thấy nam tử yêu diễm vẫn còn đang quan sát, vội quát lớn. Nam tử yêu diễm cắn răng, lập tức tháo dây thắt lưng ra quấn hạ thiên lại, phòng ngừa hắn bỏ chạy. Nam tử trung niên vận đủ chân khí, khoang miệng trong nháy mắt to ra mấy chục lần chẳng khác nào con cóc, sau đó phồng miệng phun một ngọn lửa ra ngoài. Một bên khác, Triệu Thanh Thanh và nữ nhân diện mạo bình thường bắt đầu quần nhau. Hừ, tổ trưởng Thiên Đạo chẳng qua cũng chỉ bấy nhiêu. Nữ nhân trẻ tuổi càng đánh càng hăng, thân hình như quỷ ảnh, không ngừng phân liệt. Một lát sau đã có hơn 10 cái bóng vây đánh Triệu Thanh Thanh. Mặt Triệu Thanh Thanh từ đầu đến cuối không hề có chút biểu cảm, càng không ngừng né tránh, nhượng bộ, dường như sắp sửa rơi vào thế hạ phong. Ngươi lại trốn à? nữ nhân trẻ tuổi càng thêm đắc ý, bỗng rạch động mạch tay phải của mình rút máu ra, sau đó ngưng tụ thành một cây chủy thủ huyết sắc, đâm thẳng vào tim triệu thanh thanh. Con người triệu thanh thanh bỗng dưng co rụt lại, hai tay khoanh lại trước ngực rồi lại mở ra, một tay đè cổ tay đối phương, một tay khác đẩy vào ngực vặn một cái, chỉ thấy cả người đối phương đều xoay tròn. Bành! Nữ nhân trẻ tuổi ngã xuống đất, chủy thủ huyết sắc trong tay cũng bắn ra ngoài người có thể đi chết được rồi triệu thanh thanh dùng tay ném cây chủy thủ nhẹ nhàng đâm vào tim nữ nhân trẻ tuổi a à, nữ nhân trẻ tuổi phát ra tiếng kêu thảm thiết cơ thể và những cái bóng của mình cùng lúc dãy ruộng giống như một con cá sắp chết triệu thanh thanh cũng không tiếp tục nhìn nữ nhân này nữa cũng không đi giúp hạ thiên bởi vì điều này hoàn toàn không cần thiết nàng đến bên cạnh hồ quan sát thứ chất lỏng trong hồ và những dụng cụ kia tình huống không ổn rồi. Nam tử trung niên nghe được đồng bạn kêu thảm, cũng muốn đi xem một cái nhưng ông ta đang bị cuộc chiến bên này quấn lấy, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Nam tử yêu diễm cũng cảm thấy không thích hợp, nếu bọn họ thật sự khốn trụ hạ thiên, bọn họ đánh phải càng lúc càng nhẹ nhàng mới đúng, tại sao lại càng đánh càng khó khăn như thế, hơn nữa hạ thiên bị nhốt bên trong đến bây giờ cũng không phát sinh bất kỳ âm thanh gì. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Viên Nhất Phương thật sự hiểu ra bọn họ đã tính toán sai lầm, chỉ là không cách nào thoát thân. Năm đấm của hắn ta đã không chịu sự khống chế của hắn ta, hoàn toàn tự động, không biết mệt mỏi đấm vào mặt Hạ Thiên. Các người còn chưa ăn cơm à? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cảm giác như sắp ngủ thiếp đi. Chút thực lực đó mà cũng muốn giết ta? Các người nói đầu óc của mình có phải có bệnh không? Audio điện tử võ tấn bền